phần trước hết là phần dâng qua cho sư phụ. Dạ xin mời những quý vị dâng qua. Hoa nhiều hơn người vậy. Hay nhờ. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị, chúng tôi có đôi lời giới thiệu về Pháp sư Thanh Hải đến với quý vị trước khi khai giảng buổi thuyết pháp hôm nay. Pháp sư Thanh Hải xuất thân trong gia đình mà bà nội là tín đồ Phật giáo và cha mẹ là công giáo, cho nên Ngài được đi chùa và cả nhà thờ. Từ thuở nhỏ, Ngài đã có lòng từ tâm nhân ái và ăn chay trường. Khi trưởng thành, Ngài du học ở Anh Quốc và các nước Âu Châu khác. Trong thời gian sống ở Đức, Ngài làm việc cho hội Hồng Thập Tự để thông dịch và giúp đỡ cho người tị nạn như A Phú Hãn, Việt, Miên, Lào. Ngài giúp người quên mình nhưng sức người có hạn. Sự thành công không được như ý Ngài mong muốn. Ngài nhớ lại lời Phật dạy, chỉ khi nào trở thành Phật mới cứu độ chúng sanh với năng lực vô lượng, vô biên. Ngài quyết định lìa bỏ gia đình, tầm sư học đạo. Sau khi đắc đạo tại Hy Mã Lạp Sơn, xứ Tây Tạng, Ngài chọn Đài Loan là nơi khởi sự Hoằng Dương Đạo Pháp, vì Ngài cho rằng Đài Loan là xứ còn giữ nguyên truyền thống Phật giáo cho tới ngày hôm nay. Một đặc điểm đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, một vị ni sư Phật giáo đã đi đến tận các nước Thiên Chúa giáo để truyền bá pháp môn Quán Âm cho tín đồ Thiên Chúa giáo như Costa Rica, Argentina, Panama và các nước Âu, Á Châu khác. Hiện nay, Ngài có hàng chục ngàn đệ tử tu tập pháp môn Quán Âm khắp trên thế giới, gồm nhiều thành phần tôn giáo khác nhau. Các đệ tử tôn Ngài là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài coi Ngài là vị Phật đương kim tại thế. Tuy Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trở thành một vị minh sư của tất cả các đệ tử trên toàn thế giới, nhưng Ngài vẫn luôn luôn dành cho người đồng hương của Ngài một sự ưu ái, quan tâm rất đặc biệt. Hiện nay, Ngài đang lo lắng cho số phận của các đồng bào tị nạn Việt Nam trong các trại tị nạn Đông Nam Á, và nhất là tại các trại tị nạn Hồng Kông,
Ngài đang nỗ lực và ráo riết làm mọi cách để vận động với chính phủ của các quốc gia trên thế giới mở lòng từ bi, nhân đạo, tiếp nhận các người đồng hương xấu số của Ngài trước khi họ bị xô đẩy trở về Việt Nam. Đó là mối quan tâm hàng đầu của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong lúc này. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một vị đồng tu có đôi lời cùng quý vị. Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính chào quý vị. Chúng tôi rất là hoan hỷ trước sự hiện diện đông đảo của quý vị. Ngày hôm nay, quý vị đã bỏ công ăn việc làm, bỏ cả giải trí vui thú và ngày nghỉ cuối tuần để đến đây tham dự buổi thuyết giảng của sư phụ chúng tôi là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về pháp môn Quán Âm. Sự hiện diện đông đảo này đã nói được lên được phần nào sự thành tâm mộ đạo của quý vị. Trên đất khách quê người, nơi mà có rất nhiều tiện nghi và vật chất cũng như sự xa hoa để có thể làm cho con người quên mất đạo và sự tu hành. Thưa quý vị, trong Kinh Lăng Nghiêm, sau khi Phật Thích Ca nghe 25 vị Thánh và Bồ Tát tường trình về cách tu của mình, thì Phật Thích Ca có hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: ta muốn cho A Nan và chúng sanh về sau, nếu muốn vào Đại Thừa Bồ Tát, thì đối với 25 pháp tu, ông nên lựa pháp tu hành nào dễ mau thành đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch với Phật rằng: trên đường tu có nhiều phương tiện, đối với bậc thánh, pháp tu nào cũng đều chứng quả, dầu khó hay dễ cũng đều là phương tiện. Còn đối với kẻ sơ tâm, tu hành lại có khó và dễ, bởi căn cơ không đồng đều. Hôm nay con xét 25 pháp tu của các vị thánh, thì duy có pháp tu nhĩ căn của Ngài Quán Âm mới là viên thông. Thưa quý vị, pháp tu nhĩ căn tức là tu pháp môn Quán Âm vậy. Lúc trước khi đọc Kinh Lăng Nghiêm, tôi không hiểu tại sao Đức Phật lại dạy chúng sanh tu cái mắt, cái mũi và tu cái lỗ tai. Sự đọc kinh sách đối với tôi lúc trước như một người ở trình độ tiểu học mà cố gắng đọc sách đại học. Bây giờ sau khi truyền tâm ấn thì sự hiểu biết về kinh sách của tôi đã tiến bộ rất nhiều, bởi vì tôi đã hiểu được cái nghĩa tầm thâm vi diệu pháp của kinh điển. Để có thể chứng nghiệm được những gì trong kinh điển đã đề cập khi tu pháp Quán Âm, người ta không thể học hỏi pháp này qua sách vở, mà trái lại phải cần sự hướng dẫn của một vị minh sư đã đắc đạo, dùng Phật lực của mình để mở cánh cửa giác ngộ cho học trò. Công việc này gọi là lễ điểm đạo truyền pháp hay là lễ truyền tâm ấn. Tôi xin mượn lời của Lạt Ma Govinda viết trong cuốn The Way of the White Clouds, mà ông Nguyên Phong đã dịch là Đường Mây Trên Xứ Tuyết, nói về lễ điểm đạo như sau. Lễ điểm đạo truyền pháp hay là lễ truyền tâm ấn có một tính cách thiêng liêng quan trọng. Nó là một món quà vô giá cao cả nhất một vị thầy có thể truyền cho học trò. Để truyền dạy điều này, vị thầy phải có khả năng tạo ra hoàn cảnh kinh nghiệm đã giúp vị thầy chứng nghiệm được điều đó. Dĩ nhiên, điều này không dễ nên nó đòi hỏi một thời gian chuẩn bị vô cùng công phu. Việc chuẩn bị này không giống như việc một thầy giáo soạn bài ở trường học, mà là một sự chuẩn bị về tư tưởng, về tâm ý để có thể lấy tâm truyền tâm. Một vị thầy điểm đạo truyền pháp phải chứng nghiệm cái kinh nghiệm tâm linh cao quý mà vị thầy đó nghiệm được bằng cách đặt mình vào cái nguồn thần lực huyền bí, uy nguyên mà vị thầy đó đã ngộ được để trở thành một phần của nó, rồi hướng dẫn cái nguồn thần lực đó rót vào tâm trí học trò. Đó là ý nghĩa của việc truyền tâm ấn. Thưa quý vị, ngay sau buổi truyền tâm ấn, cách nay khoảng 7 tháng, tôi cảm tưởng như mình vừa chút bỏ được một vật gì mà đè nặng trên hai vai từ bấy lâu nay. Thân thể cảm như thật nhẹ nhàng đến nỗi cứ tưởng như mình có thể bay lên được. Nghe đến chuyện đời, thí dụ như ai giàu, ai nghèo, nhất là tuần này đi vũ trường nào, thì không còn muốn nghe nữa. Chuyện đáng để ý nhất về vấn đề ăn uống bây giờ là tôi ăn trường chay đã 13 năm, nhưng hồi đó vẫn vào chợ mua thịt, mua cá cho gia đình,
vẫn vào những nhà hàng mặn với bạn bè để gọi món chay. Nhưng sau ngày chuyển tâm ấn thì không tài nào tôi có thể làm được những chuyện đó nữa. Tôi xin phép quý vị để kể một câu chuyện về người mẹ của tôi. Mẹ tôi năm nay 90 tuổi. Quý vị ở San Diego chắc nhiều người biết. Khoảng 5-6 tháng trước đây, khi mẹ tôi ở nhà thương về, hai đêm liền, mẹ tôi ngủ đều bị ma đuổi. Ma quỷ đuổi và sâu xuống hố sâu. Ngày hôm sau, tôi lấy một cái tấm hình nhỏ của sư phụ để trên đầu giường và dạy mẹ tôi niệm Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sau bữa đó, mẹ tôi khoe với tôi rằng mẹ tôi ngủ rất ngon. Và khi thức giấc, có cảm tưởng như chưa bao giờ bị bệnh vậy. Tôi hỏi mẹ tôi, thế bà có niệm tên sư phụ không? Mẹ tôi trả lời, có chứ, tao niệm Nam Mô Đại Hải Thượng Thư. Nghe tới đây thì tôi nhớ lại một cuốn băng cassette mà trước khi tôi đã nghe sư phụ giảng cách đây hơn một năm ở Santa Ana. Có một người hỏi rằng, nếu muốn cầu thì phải khấn như thế nào mới được cô giúp? Thì sư phụ tôi trả lời rằng, cứ nghĩ tới là được rồi. Mặc dù mẹ tôi niệm danh hiệu của sư phụ tôi sai, nhưng mà lòng mẹ tôi thành và nghĩ tới sư phụ. Cho nên mẹ tôi đã được sư phụ tôi giúp. Thưa quý vị, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra đến gia đình tôi, cũng như gia đình các vị đồng tu khác. Thì giờ có hẹp, tôi không thể nào kể ra hết được. Ngoài ra còn có những kinh nghiệm về tâm linh khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ và không thể suy xét bằng lý luận. Nhưng đây là những kinh nghiệm trực tiếp, một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng pháp môn Quán Âm mà chúng tôi đang tu tập không phải chỉ là một lý thuyết xa vời, một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một phương pháp tu hành để giải thoát sanh tử luân hồi mà bất cứ ai cũng có thể đạt được và chứng nghiệm được. Kính thưa sư phụ, ở trên đời có ba cái ơn mà người đời rất trọng: ơn sanh thành, ơn dưỡng dục và ơn cứu mạng. Ba ơn này chỉ là trọng vào cái thể xác hữu hình, nay còn mai mất. Lâu lắm thì cũng chỉ đến hơn 100 năm là nhiều. Sau đó thể xác mất thì ơn nghĩa cũng mất theo. Nhưng đối với chúng con, có một thứ ơn mà không thể nào nghĩ bàn được, vì nó ngự trị mãi trong linh hồn của chúng con. Mà linh hồn thì bất diệt. Chúng con muốn nói đến cái ơn truyền pháp của sư phụ cho chúng con. Nếu không có tâm truyền tâm để chúng con khai ngộ mà tu hành, thì không biết đến kiếp nào chúng con mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Để báo đáp ân sư, chúng con không biết làm gì hơn. Là vâng lời sư phụ dạy, tinh tấn tu hành và quảng bá giáo lý của sư phụ đến mọi nơi, mọi người, để tất cả cùng được hưởng phước báo như chúng con. Kính thưa sư phụ, đó là lý do mà chúng con cung thỉnh sư phụ thuyết pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi rất hoan nghênh sự thành tâm mộ đạo của quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị ân sư của chúng tôi, Vô Thượng Sư Thanh Hải. Đệ tử chúng con nghiêng mình đảnh lễ sư phụ và cung thỉnh sư phụ khai thị. Trong linh hồn,
Trước khi bắt đầu buổi thuyết pháp, xin quý vị hãy cùng sư phụ nhắm mắt lại và lắng tâm hồn mình một đôi phút giây để cầu nguyện cho thế giới của chúng ta và cho những người bất hạnh nhất trên cõi đời này, bao quát những người Việt Nam tị nạn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị. Quý vị là những vị Phật sống, những vị Phật tương lai. Mặc dù quý vị hiện nay đã là Phật, nhưng mà nói Phật tương lai, bởi vì có nhiều vị chưa biết mình là Phật. Sư phụ đã nói qua trong rất nhiều buổi giảng thuyết khác là tất cả mọi người đều bình đẳng như Đức Phật Thích Ca không khác, đều bình đẳng như sư phụ không khác. Nhưng vì mình mãi bận rộn trong việc sinh nhai, trong những cái trí thức của trần gian, trong những cái cách suy nghĩ, những cách làm việc của thế tục, cho nên mình quên mất cái sự vĩ đại của chính mình. Thì pháp môn Quan Âm không có gì khác hơn là dùng sức lực nhiệm màu của chư Phật trong mười phương để mà làm cho quý vị trong một phút giây đó nhận thức được cái trí huệ vô cùng sáng suốt mà đời đời sẵn có trong chúng ta. Mấy hôm gần đây, sau khi sư phụ đi thuyết pháp tất cả mọi nơi, rất nhiều nơi, rồi thì lúc này cũng ở lại Mỹ hơi lâu, ở cả một tháng hay là hơn một tháng, cho nên rất nhiều người tìm đến với sư phụ, có người tìm đến hợp tác, có người tìm đến để tỏ tình thân hữu, có những tông phái của Việt Nam đã nổi tiếng từ bao nhiêu chục năm nay, có những vị thầy khả kính, có những vị đại đức hòa thượng cao tuổi đạo, kinh điển thông suốt và đạo cao đức trọng đã đến với sư phụ để mà chứng tỏ cái sự hợp nhất của những người tu hành với nhau, để chứng tỏ rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để chứng tỏ rằng những người tri kỷ thì hiểu nhau. Và cũng có những đoàn thể chính trị hoặc là những đoàn thể xã hội tôn giáo của những tôn giáo bạn, kêu bằng tôn giáo bạn, đối với sư phụ thì là một, nhưng mà đối với cuộc đời mình kêu là tôn giáo bạn, cũng đến với sư phụ. Thì sư phụ rất là mừng vui, rất là hoan hỷ, cảm thấy rằng ít ra cái sự hòa hảo, cái sự hòa hợp với những người tu hành hoặc là những người ở trong cộng đồng Việt Nam nó đã mọc mầm, đã nảy mầm lên một chút. Rồi sau này nhờ sự vun bón, nhờ sự tưới nước, nó sẽ lớn khôn
thành những cây cổ thụ để mà làm gương, để mà làm bóng mát, che cho toàn cõi thế giới, che cho tất cả chúng sanh. Đó là một điều làm cho sư phụ vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui mừng, còn hơn thâu nhận được nhiều đệ tử nữa. Bởi vì những người mà kêu rằng đệ tử đó, thì kiếp kiếp họ đã tu hành rồi, họ đã có duyên với sư phụ rồi, cho nên nói là họ nghe liền, họ theo liền. Còn những người chưa phải đệ tử, hoặc là theo một con đường hướng khác để tu hành, hoặc là thờ phụng một tông phái khác, một giáo điều khác, mà họ cũng chấp nhận được sư phụ, hay là hòa hợp được với sư phụ, đó là một điều vô cùng vinh hạnh, vô cùng khó kiếm. Thì sư phụ rất vui mừng trong mấy ngày nay. Nhưng mà cũng có một số người chưa có hiểu được cái sự hợp nhất trong vũ trụ, chưa có hiểu được rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Họ cũng còn đứng ngoài bên lề và chỉ trích này kia nọ. Nhiều người cũng nói với sư phụ rằng, ai, sư phụ, coi chừng cái ông đó đó, coi chừng cái bà đó, coi chừng cái đoàn thể đó, coi chừng cái đoàn thể kia. Sư phụ nói, tại sao phải coi chừng ta? Sư phụ nói, họ nói rằng, người ta đến, ta muốn lợi dụng sư phụ. Muốn lợi dụng sư phụ làm cái gì đó. Sư phụ nói rằng, ta đâu có gì để cho ai lợi dụng. Sư phụ đâu có gì quan trọng mà để cho người ta lợi dụng làm được những cái chuyện gì. Bất cứ ai muốn thành công trên cõi đời này, dù là trong lĩnh vực tôn giáo hay là chính trị, xã hội, đều có thiên định mà thôi. Đều phải có đức hạnh, đều phải có sự đồng ý của tạo hóa mới được. Quý vị đừng nghĩ rằng những người làm ác như vậy, họ không có sự đồng ý của tạo hóa. Nên cái microphone tác sẽ nghe tiền khí mà. Cũng có sự đồng ý. Bởi sao? Bởi vì những người mà bị họ nhiều khi sát hại hoặc là làm những điều không lành đó, tại vì họ đã có làm những việc không tốt trước kia, cho nên cái luật nhân quả đồng ý cho cái người mà làm ác đó họ báo thù, hoặc là họ cho mãn ý họ theo cái quan niệm của họ. Đó là một sự chọn lựa mà thôi. Nhưng còn một sự chọn lựa cao cả hơn nữa là mình tha thứ, mình không báo thù nữa. Thí dụ như những con vật mà bị giết trong cõi đời này đó, nó cũng là những nạn nhân, mà đồng thời cũng là những hung thủ xưa kia. Thí dụ vậy. Thì bây giờ những con vật đó phải trả cái nhân quả đó, mà phải nhồi da xẻ thịt ra để mà rửa hết cái sạch cái nghiệp khi xưa. Nhưng mà nếu mình không trừng phạt những con vật đó, mà mình lấy lòng thương phổ độ cho họ, thì cái sự tiến hóa của họ nó còn nhanh hơn, nó còn sung sướng hơn, nó còn thoải mái hơn, mà không có sự đau khổ. Cũng như những kẻ thù của mình cũng vậy. Nếu mình lấy cái tình thương đối đãi với người ta, thì người ta khỏi cần phải trả cái quả báo cho mình. Thứ nhất. Thứ hai, cuộc sống người ta thăng hoa thêm, mà cái linh hồn của họ còn tiến đến bờ giác ngộ nữa. Như vậy thì có hai cái sự trả thù trên cõi đời này mà mình có thể chọn lựa. Cái sự trả thù bằng cách lấy ân báo ân, lấy oán báo oán. Còn một cái sự trả thù nữa, nó cao hơn, vĩnh viễn hơn, là trả thù một lần á, thì người đó tiêu luôn. Tiêu là không có còn trở về để mà báo thù báo hận nữa, không còn bao giờ trở thành người thù của mình nữa, mà vĩnh viễn trở thành một người bạn. Đó là dùng cái tình thương của Phật trời để mà cứu họ. Dùng cái pháp Quán Âm, tức là mình
tận dụng được cái tình thương bao la của trời đất để mà cứu độ tất cả những người nào dù tội lỗi hay là hiền lương. Chỉ dùng một thứ thuốc mà chữa tất cả bao nhiêu thứ bệnh. Còn như mình trả thù thì mình chỉ dùng một thứ thuốc chữa một thứ bệnh mà thôi. Còn những cái bệnh khác khó chữa. Thì cái khi mà những đoàn thể hoặc là những vị đại đức cao tăng hay là những người tu hành của những tông phái khác đến với sư phụ đó, hoặc là đến thăm sư phụ, hoặc là mời sư phụ đến thăm đó, thì có rất nhiều người rất hảo tâm đó nói với sư phụ rằng: ai sư phụ đừng có đi đến đó, sư phụ đừng có giao tiếp với những người đó, đừng có làm bạn với mấy người đó, mấy người kia, vì uy tín của sư phụ sẽ giảm sút đi, vì họ là những người bị cộng đồng ghét bỏ, vì họ là như thế nọ như thế kia. Sư phụ nói rằng sư phụ là người tu hành, không có nhìn cái đống rác của người ta, mà sư phụ chỉ nhìn cái Phật tâm vĩnh viễn sáng suốt, vô cùng từ bi, vô cùng cao thượng của những người đó mà thôi. Điều này rất là hợp lý mà rất là thông minh. Thí dụ như quý vị đến thăm một người nào đó rồi cứ chúi mũi vô cái đống rác của người ta, có phải là tự mình làm hôi thối cho chính mình không, mà làm mất đi cái mỹ cảm của con mắt của mình và cái mũi của mình á. Cứ nhìn vô đống rác hoài thì thế nào nó cũng hôi, nó cũng dơ, nó cũng mất đẹp à? Tại sao mình không vô trong nhìn phòng khách của người ta, nhìn tượng Phật của người ta trưng ở trong nhà, nhìn thánh chúa, thánh giá, hoặc là những cái gì tượng trưng cho những sự cao đẹp, sạch sẽ, quang rộng, quang vinh dự trong cái nhà của người ta, mà mình cứ đi chúi mũi ngoài cái thùng rác. Nhà ai không có rác, phải không? À, thì đó là lỗi của mình. Nếu mà mình còn mang cái thùng rác đó mà về nhà mình nữa à, thì xin lỗi, ráng chịu. Khi mình đến với một người nào hoặc là đến nhà ai mà người ta có nhã ý mời mình chứ, thì mình là khách của người ta à, mình là khách của cái tâm hồn họ. Họ đến với mình tức là họ mở cửa, họ đón mình bằng tâm hồn của họ. Con người với nhau phải đối xử cao thượng, phải nhìn cái tốt của người ta. Để chi? Để cái tốt của họ nó hòa với cái tốt của mình thành một, để mà cùng nhau tiến lên. Mình khuyến khích người ta những cái điểm tốt thì người ta sẽ phát triển cái điều đó. Mà mình cứ nhìn cái đống rác xấu hoài thì mình cũng bị hôi lây. Mà cái người đó cũng không có thì giờ đâu mà tiếp đãi mình một cách long trọng, mình cứ chúi mũi vô đống rác hoài à? Rồi không có thì giờ đâu mà để giới thiệu cho mình được tất cả những cái đồ đạc quý giá trong nhà người ta, những cái thứ mà họ chỉ dành cho thượng khách coi mà thôi. Mình phải làm thượng khách, mình phải trọng chủ nhà, mình mới được trọng vọng. Cái ông chủ nhà của mọi người là Phật, là Thiên Chúa, là trí huệ tối cao, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà mình vô nhà mình không có đi kiếm ông chủ nhà mình chơi, mà mình cứ lăn mình ở trong đống rác là nghĩa như thế nào? Quý vị có hiểu không? Ừ. Cho nên đối với tất cả mọi người, nếu mình muốn người ta trọng vọng mình, nếu mình muốn cho mình tiến bộ và người bạn của mình tiến bộ, thì phải luôn luôn nhìn vào cái tánh cao thượng của họ mà thôi, không nhìn cái lỗi lầm của họ. Đó là cái bí quyết thành công duy nhất trên cõi đời này. Tại sao những người đó lại đối xử với sư phụ rất tốt, rất là cao cả? Bởi vì sư phụ chỉ nhìn cái cao cả của họ thôi, khơi dậy cái tính cao thượng của họ thôi, mà không có khơi dậy những cái tính tầm thường khác. Còn tại sao những người đó đối đãi với những người khác tầm thường, hoặc là đối đãi với những người khác một cách có thể là thô lỗ hoặc là tranh đua? Bởi vì cái người kia khơi dậy trong tâm họ cái sự tranh đua. Quý vị thấy rõ ràng không? Thí dụ như bây giờ sư phụ không có làm chính trị gì cả, hay chưa?
không có tranh giành ngôi vị tổng thống hay thượng nghị sĩ gì với ai hết. Thì những người mà làm chính trị đó đến với sư phụ, họ đâu có sợ gì sư phụ đâu. Họ đâu có sợ sư phụ đi ra ứng cử rồi làm họ thua, họ mất mặt đâu. Mà trái lại họ biết rằng nếu họ làm tốt, sư phụ sẽ ủng hộ họ một cách thật tình, vô điều kiện. Phải dùng cái mãnh lực tinh thần của sư phụ mà ủng hộ họ nữa. Cho nên họ thích, họ không có sợ, kêu bằng thí vô ý. Hiểu chưa? Tất cả mọi người đến với mình phải khơi dậy cái tâm từ ở trong chúng mình, phải làm như là Quan Thế Âm Bồ Tát làm, thí vô ý cho chúng sanh. Thí vô ý là như thế nào? Tức là ai đến cho mình cũng đem lại sự an vui, sự an ủi, sự khích lệ, chứ không làm cho họ lo sợ. Có nhiều người nói rằng thấy sư phụ rung. Cái rung này không phải là sợ, chắc là sau đó chắc là mình thấy cảm thấy có cái gì mình làm không phải á, hoặc là mình thấy mình chưa có đi đúng theo cái đạo, cho nên mình cảm thấy mắc cỡ, rồi cái lương tâm mình nó cắn rứt cho nên rung à, chứ không phải sư phụ giữ. Thấy chưa? Cái lực lượng của sư phụ không phải là lực lượng của những kẻ vũ phu biết đánh đập, biết hăm dọa người khác, nhưng mà cái lực lượng tinh thần, cái lòng thương có thể bao dung tất cả mọi người, từ những người rất tội lỗi cho đến những người rất đạo đức. Thì quý vị cũng như sư phụ mà thôi. Nếu mỗi ngày mình gặp bất cứ một người nào đến ngoài cửa mình và mình nghĩ rằng họ là Thượng Đế, họ là Phật, thì những người đó sẽ là Thượng Đế, sẽ là Phật. Không riêng gì một mình sư phụ thành Phật, mà tất cả mọi người đều là Phật cả, nếu lúc nào mình cũng giữ cái tâm niệm đó trong tâm. Trong Phật giáo có câu nói rằng cái dao đồ tể mà mình bỏ xuống là lập tức thành Phật liền. Thì đừng có nghi ngờ cái pháp Quán Âm một đời giải thoát. Sư phụ nói một đời giải thoát thôi, chứ ta chưa nói một đời thành Phật à, mà đã la ó ôm sùm. Còn những cái câu của Phật giáo như là bỏ xuống cái dao đồ tể là lập tức thành Phật thì như thế nào, thì quý vị còn la ó tới mức nào nữa chứ? Còn cái pháp môn Quán Âm tuy rằng nói một đời giải thoát, nhưng mà mình phải làm việc, mình phải trừ chay, trì chay, trì giới, phải không? Rồi phải ngồi thiền, phải cộng tu, phải nghe những lời giảng dạy của sư phụ hoặc là huynh trưởng, tức là những người tu trước mình một chút vậy đó, chứ không phải có cấp bậc ở trong cái sự tu hành của sư phụ. Thì do vì công lao của mình tu hành mà nó được một đời giải thoát. Mình có thể tu tắt, cũng như ở ngoài đời mình có thể học cái khóa thư ký một năm hai năm nữa, có thể mình học cái khóa cấp tốc. Mình đi đến một nơi nào đó du lịch, có thể mình dùng xe hơi, xe lửa, tàu bè thì nó lâu, nếu mình dùng máy bay thì nó lẹ. Nhưng mà mình có bằng lòng trả cái giá tiền đó không? Nếu mình đủ điều kiện trả cái giá tiền đó thì mình đi nó lẹ hơn, có nhiều đó thôi à? Còn ví dụ quý vị muốn đi mà 2-3 ngàn năm sau mới thành Phật thì ok, 2-3 ngàn năm sau, 4-5 ngàn sau mới thành Phật, mới giải thoát, thì từ từ đi, ăn chay 1 tháng 2 kỳ hoặc là 1 năm nửa ngày gì đó. Rồi chắc là 100 triệu ức năm sau thế nào cũng thành Phật rồi. Không có người nào không thành Phật hết. Nhưng mà bao lâu? Bao lâu? Nhiều khi trước khi sư phụ đến đây, không biết nói chuyện với quý vị bằng cách nào, không biết nói cái gì. Nhưng mà đến đây rồi, gặp quý vị rồi, cái Phật tánh của trong tâm hồn của quý vị sống dậy, cái tính cao thượng của quý vị nó hiển lộ ra, rồi gia trì cho sư phụ, cho sư phụ biết rằng quý vị muốn nghe những cái gì. Cho nên những lời gì sư phụ nói ra là của quý vị cả, ta không có công lao gì hết, ta chỉ là một cái máy thâu âm tốt, thâu hình tốt, thâu tất cả những cái tinh hoa của vũ trụ, tất cả những tinh hoa của trời đất hay là những chúng sanh để mà phát ra cho họ nghe thôi. Thí dụ như cái máy thâu âm mà đâu phải tự nó phát ra những cái tuồng hát cải lương mùi mẫn đâu, phải không? Thâu chứ,
Thâu từ đâu? Thâu từ trong cái tổng đài. Cái tổng đài đó là thâu từ của những người nghệ sĩ nổi danh, những người nghệ sĩ mà được quần chúng thương mến, rồi nó phát ra. Thì hôm nay quý vị đến nghe sư phụ giảng, tức là quý vị nghe chính cái trí huệ của quý vị nói đó. Cái gì mà quý vị nghe hiểu được liền á, đó là biết trí huệ của quý vị nó đã đến tới mức đó. Còn nếu nghe chưa được thì biết rằng mình còn nghĩ những cái chuyện khác, cái đẳng cấp mình nó ở dưới một chút, đại khái như vậy thôi. Chứ không phải sư phụ nói sai hoặc là sư phụ nói đúng, mà là cái sự chờ đợi của quý vị, cái sự khai mở trong tâm hồn quý vị nó tới mức độ nào thì quý vị nhận được những cái điều mà mình muốn nghe. Cho nên có nhiều người ngồi nghe pháp cả tiếng đồng hồ mà chỉ có nhớ được một hai câu mà mình thích thôi, nghĩ là sư phụ nói này trúng ý tôi, nhớ có một hai câu đó là khoái, tưởng đâu sư phụ chỉ nói với một mình thôi, mỗi người đều nghĩ rằng sư phụ nói cho tôi nghe thôi. Phải vậy không? Phải ha, khoái quá cười. Cho nên có nhiều người hỏi tại sao mà kêu bằng vô thượng sư à? Sư phụ nói rằng vô thượng sư tức là ông thầy không có cao. Vô là không á, thượng là cao, sư là thầy, tức là ông thầy không cao. Thì sư phụ sư phụ một thước 50 gì đó thôi hả? Đặt vô thượng sư là phải rồi, là thấp nhất á. Đối với người Việt Nam sư phụ là nhỏ nhất, phải không? Quý vị người Việt Nam đâu có ai nhỏ bằng sư phụ đâu, ít lắm, phải không? Thì mới nói ông thầy không cao là đúng rồi, hoặc là không có ông thầy này, hoặc là không có ông thầy nào cao hết thì cũng phải hả? Không có ông thầy nào cao hơn thì cũng phải. Bởi vì sao? Bởi vì tâm ta là Phật rồi, còn ai cao hơn ta nữa, có hiểu như vậy không? Còn phải đi kiếm Phật nào nữa, còn phải bái Phật nào nữa mà không bái chính cái Phật tâm của chúng ta. Uổng quá cứ đi dòm ông Phật này, ông Phật kia. Cho nên quý vị nhiều khi rất thương mến sư phụ, chạy theo sư phụ hoài, đòi sư phụ phải về nhà này, nhà kia. Vô một chút thôi, vô để làm cái gì? Hỏi đó, gia trì cái nhà của con. Trời ơi, quý vị là Phật mà quý vị không gia trì nhà của quý vị được, kêu ông Phật nào vô, uổng, hiểu chưa? Thành ra khi ý sư phụ muốn nói cái sự vô thượng sư này á, là ý sư phụ muốn liên kết cái việc mà sư phụ nói trước kia đó, là khi mình đã biết đạo rồi, đã nhận thức được cái Phật tánh của mình rồi, mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết, không có gì để kiêu ngạo, cho nên kêu vô thượng sư, vô hạ sư thì cũng vậy mà thôi, không có thấm gì cả. Chỉ tiếc rằng không có cái tên nào hay hơn để mà kêu. Thường thường chúng ta thường dính mắc trong những cái hình dáng như vậy để mà phán đoán một con người, hoặc là để mà bám víu một cái hình ảnh nào đó thôi, chứ không phải muốn tìm chân lý. Mỗi người có vẽ một ông Phật ở trong tâm mình, ông Phật phải như thế nọ như thế kia, ông thầy tu phải như thế nọ như thế kia hả? Cho nên có những vị thầy hồi xưa họ làm những việc phi phạm để mà phá chấp của chúng sanh. Thí dụ như Ngài Tế Công, Ngài đâu có ăn thịt uống rượu đâu, nhưng mà Ngài làm dáng ra như vậy để kiêu ngạo những người cái thịt, cái rượu trong tâm bỏ không được, còn cái dáng vẻ bề ngoài người ta không có chấm, không có, có dính dấp vô. Thấy chưa? Những người thành Phật người ta không có dính vô trong đó, không có dính vô những cái dáng dấp bề ngoài. Còn những người mà chưa có hiểu gì hết thì đi tới đâu cũng nhìn bề ngoài. Sao tóc dài quá vậy? Sao tóc ngắn quá vậy? Sao bận áo vàng? Sao bận áo tay rộng mà không bận áo tay chật? Sao bận đồ tây mà không bận đồ tù? Hả? Đại khái nó là như vậy. Thậm chí có những người nói rằng những người này không xứng đáng làm thầy tu phải lột áo, những người kia xứng đáng làm thầy tu phải bận thêm áo.
bận áo mà làm được thầy tu thì dễ quá ha. Ừ. Người xuất gia là người như thế nào? Là người đã xuất ra khỏi tam giới, ra được khỏi tham sân si, làm nhưng mà không có làm, cứu hết tất cả càn khôn vũ trụ nhưng mà phủi tay như không có gì cả. Đó mới đúng thật là người xuất gia. Người xuất gia như vậy mặc cái đồ chi cũng được hết, ở đâu cũng là chùa cả, bạn cùng Phật Thánh mỗi ngày mỗi đêm. Đó mới đúng là người xuất gia, chứ không phải căn cứ vào cái áo hoặc là cái hành động của người đó, hoặc là cái truyền thống của người đó, hoặc là cái ông thầy của người đó mà định được người đó là người như thế nào. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật xong, ngài cũng đâu có cạo đầu đâu, ngài để chỏm á nhá, à không vậy, để cái búi tỏi á, thấy không, thấy không, thấy mấy hình búi tỏi không? Ừ. Hoặc là nói gì mà tự nhiên quên mất, chắc già rồi. Hoặc là hồi xưa ngài đâu có ở trong chùa, nè, Đức Thích Ca đâu có ở trong chùa, ngài đi mỗi ngày đi du phương á, đi hành, đi du phương, đi khất thực, nhưng mà lợi dụng cái sự khất thực đó để mà hóa độ chúng sanh, chứ không phải ngài đi ăn xin bởi vì ngài thiếu tiền, có hiểu không? Ngài là một vị hoàng tử, nếu muốn làm vua thì tha hồ mà xài phí. À, dầu không muốn làm vua đi nữa, muốn hoàng gia cung cấp cái gì nó cũng được. Nhưng mà ngài chọn cái con đường khất sĩ bởi vì ngài đã đi tu rồi. Lúc đó cái truyền thống của những người xuất gia tu hành là phải đi khất sĩ. Mượn cái sự đi đây đi đó như vậy, tạm dung thân nhờ những cái sự bố thí của tín chủ để mà có cơ hội đi chỗ này chỗ kia, kết duyên hoằng hóa hoằng pháp và nói những điều hay lẽ phải cho những người đó nghe. Họ chỉ bố thí cho những hộp cơm thôi, nhưng mà Phật bố thí pháp hỷ, bố thí pháp cao thượng, làm cho họ đời đời an vui, đời đời no ấm. Trong Thánh Kinh cũng có nói rằng có một lần Đức Chúa Giêsu đi tới cái giếng khát nước, ngài xin nước uống của một người đàn bà đang kéo nước lên. Rồi người đàn bà nói: tại sao ông lại xin nước của tôi? À, tôi là một người coi như giai cấp khác. À, nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng: ta uống nước của ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi cái nước cam lồ đời đời mà không bao giờ khát nữa, uống xong không bao giờ khát nữa. Thì đại khái cũng như Đức Phật dùng cái phương tiện khất thực để mà hóa độ cho những người có duyên thôi. Xưa kia việc truyền thông rất là khó khăn, giao thông xe cộ không có phương tiện. Nếu mà Đức Phật ngồi im một chỗ mà đợi cho tất cả mọi người biết rồi đến với ngài thì nó quá khó khăn, quá khó khăn. Không như ngày nay, thí dụ một người biết là 100, 1000 người biết được. Cho nên Đức Phật phải hạ mình, phải nhọc thân nhọc thể mà đi khất thực từ nơi này đến nơi kia, đặng cho chúng sanh họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy Đức Phật, tức là họ sẽ nhìn thấy cái tâm Phật của họ. Một cây đuốc mà chưa cháy mà đứng gần cây đuốc khác, một lát hai cây cháy hết, có hiểu không? Nhìn thấy Đức Phật một lần thôi là công đức vô lượng vô biên. Cho nên ngài phải lau nhọc thân thể mà đi hành khất, chứ không phải ngài không đủ cơm ăn áo mặc, cũng không phải ngài muốn làm cái gánh nặng cho xã hội, không phải vậy. Công đức của ngài dùng đời đời kiếp kiếp không hết, tiền bạc của ngài muốn bao nhiêu cũng được, nhưng mà người đã thành Phật rồi không tham những cái này, mà chỉ tùy cái thời, tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà làm cho chúng sanh được vô cùng lợi ích. Cái lợi ích thiết thực nhất là nhìn thấy Phật, chứ không phải cái lợi ích thiết thực nhất là cúng dường cho Phật để mà được phước báo. Những người nào đến với Phật bằng một cái tâm hồn nhiên, bằng một cái tâm không phân biệt thiện ác, bằng một cái tâm không cầu phước báo nhân thiên, những người đó phước báo vô cùng.
Còn nhiều khi gặp Phật mà nó cúng dường một hộp cơm, một cái bánh đặng mà cầu cái này cầu cái kia, những người đó uổng quá. Đem cái phước báo rộng lớn vô cùng của Phật mà đổi lấy một chút kêu bằng những cái đổi lấy một những sự an vui nhỏ nhặt trong cái cõi đời vô thường này. Cho nên nhiều khi sư phụ không nhận quà của quý vị, không nhận sự cúng dường của quý vị là như vậy. Nếu quý vị dùng cái tâm thành mà cúng dường, mà bất vụ lợi, vô điều kiện thì cúng dường, thì cái đó ok, sư phụ sẽ nhận. Chứ nhiều khi sư phụ cũng nhận chút chút, và những người đồng tu thôi, là những người tâm thành. Còn những người nào mà muốn kéo lôi sư phụ, phước báo cái sư phụ vô trong cái vòng sanh tử luân hồi của quý vị, đặng mà quý vị còn nhồi tới nhồi lui trong cái sự sanh tử nữa, thì sư phụ miễn cho quý vị miễn cho quý vị thêm một cái sự đau khổ trong tương lai. Mặc dầu đau khổ trên đống vàng cũng là sự đau khổ mà thôi. Sống trong cõi đời này, nếu không nhận biết được cái sự giải thoát của mình, không bám víu vào cái sự tự do tự tại đời đời của mình, thì không một cái địa vị, không một cái vật chất, không một cái tài sản nào có thể làm cho mình hoàn toàn sung sướng được cả. Cho nên Đức Phật ngày xưa đi du hóa không phải là để cho chúng sanh có phước báo nhân thiên, nhưng mà ngài phải dùng phương pháp đó bởi vì không có phương pháp nào khác hơn. Ấn Độ rộng lớn, không xe không cộ, không có sự truyền tin, cho nên ngài dùng phương pháp gì khác để mà chúng sanh chiêm ngưỡng được ngài, thấy chưa? Thì phải dùng cái cách đó thôi, mà trao đổi cái phước báo cho những người còn chìm đắm trong vô minh, không biết mình là Phật. Đức Phật sinh ra đời không phải để cho chúng ta sùng bái lạy lục ngài. Đức Phật nói rằng Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh liễu ngộ Phật tri kiến. Liễu ngộ Phật tri kiến có nghĩa là làm cho chúng sanh hiểu được cái tâm Phật. Mà muốn hiểu được cái tâm Phật là phải thành Phật mà thôi. Phải biết rằng mình là Phật mà thôi. Hiểu? Và Đức Chúa Giê-xu cũng nói rằng những gì ta làm được, các ngươi đều sẽ làm được hết. Tức là bình đẳng mà. Hay chưa? Phật cũng nói y như vậy, mà Chúa cũng nói y như vậy. Phật nói rằng Phật quốc trong tâm ta, Phật tại tâm. Chúa nói rằng thiên quốc ở trong ta, thì cũng vậy chứ cái gì nữa. Hai cái nói giống nhau thì có phải giống nhau không? Thí dụ nói anh uống cái này cái nước nó cái này nó trong lắm, nó kêu bằng water, uống vô nó đỡ khát. Còn người kia nói cái này là nước nè, N-U-C sắc, uống vô nó đỡ khát lắm. Thì hai người nói cái gì? Phải giống nhau không? Phải diễn tả cái sự như nhau không? Như nhau. Vậy đó. Mà theo Chúa, theo Phật mà không hiểu, tức là phỉ báng Phật, phỉ báng Chúa. Tức là mình dùng cái tâm mê mờ của mình mà mình phán đoán các ngài, tội nghiệp cho quý ngài lắm. Quý ngài đến đây không phải để hưởng hoa, hưởng quả, hưởng lộc của chúng sanh. Bởi vì thường thường những người tu hành rồi ăn càng ngày càng ít. Hiểu chưa? Nhiều khi nhịn ăn bao lâu cũng không thấy gì. Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì cũng không sao. Bởi vì phải đi hoằng pháp đó đây, thì chúng sanh nhiều khi họ cúng dường, không ăn thì họ buồn. Rồi nếu mà ăn thì phải ăn luôn, chứ còn bữa ăn bữa không thì không được. Cái luật vậy. Nếu mà anh muốn ở trong cái luật đó thì anh phải ở luôn trong đó, hiểu chưa? Còn nếu không thì anh phải đi ra. Nếu không ăn thì không ăn luôn á. Còn mà ăn mà ít vào ăn, chỗ bữa nay ăn bữa mai không ăn, là cái thân thể nó không có tốt. Tại cái thân thể nó quen rồi. Nếu mình bỏ ngày nào cũng bỏ dầu vô thì nó biết là tới giờ đó nó đợi. Thành muốn ăn thì phải ăn luôn như vậy. Cho nên Đức Phật dùng một ngày một bữa thôi, nó quen như vậy, tập luyện như vậy thì nó cũng được. Nhưng mà có khi không có ai cúng dường ngài cả, thì ngài cũng vô rừng uống nước lã mấy tháng. Hoặc là ăn uống những cái đồ gì mà thí dụ cho ngựa ăn đó, ngài cũng đâu có than van gì. Đối với những người đã thành đạo, những cái vật chất, những cái phương tiện vật chất chỉ là trợ duyên mà thôi, họ không có lấy gì làm quan trọng. Còn những người mà chưa thành đạo thì đối với họ vật chất là một vấn đề vô cùng trọng đại. Cho nên tối ngày lăn xả vào cuộc đời 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng để mà đổi cái tinh thần của mình lấy cái vật chất mà sinh nhai. Nó ổn.
nó ổn. Nhưng mà không sao, tất cả mọi người đều phải làm việc, cho nên bây giờ nói quý vị không làm việc thì không được. Thôi thì cứ làm việc đi, nhưng mà mỗi ngày phải dành ra một ít thời giờ để mà nhận biết mình là ai. Nếu tối ngày mình cứ bận nấu cơm, nấu nước, đi làm, đi lộn, săn sóc con cái, chiều chuộng chồng vợ, thì mình không có rảnh mà mình suy gẫm về cái nguồn gốc của mình, cho nên mình không biết mình là Phật. Thành bây giờ sư phụ mới chỉ cho quý vị cái cách làm sao để nhận biết mình Phật, là có cái Phật tánh của mình là như thế nào. Phật tánh của mình là một sự sáng suốt vô cùng trường cửu, một cái trí huệ vô cùng cao cả, chứ không phải Phật tánh của mình nó có hình có dáng, mà cũng không phải Phật tánh của mình nó có những cái màu mè như thế nào, hoặc là nó có những cái quyền phép gì. Nhận được cái Phật tánh của mình là mình biết rằng mình có đủ tất cả những cái gì trong vũ trụ, càng khôn đều thuộc về mình hết. Cho nên từ trước tới nay bao nhiêu kinh điển xưng tán Phật là như vậy. Mà cái ông Phật đó, ông ở đâu? Ở trong mình á, mới khổ như vậy chứ. Mình là một người như thế này, mình nói mình là một người phàm phu tầm thường. Như vậy mà Phật ở trong tâm mình á, coi có hay không? Ông Phật là một vị mình nói là cao thượng nhất, không có ai bằng, không có ai rờ mó tới ông được, không có ai tưởng tượng được ông. Vậy mà ông ở trong chúng sanh á. Chứ đâu phải ông ở đâu đâu. Thì quý vị có biết mình là Phật chưa? Hả? À? Biết ha, có người biết rồi, sư phụ hiểu. Truyền tâm ấn lâu lâu rồi biết, hay chưa? Nhưng mà còn có người chưa biết. Ổn cái vậy đó, người đó với mình bằng nhau không khác. Tại họ không biết, họ có cái trí huệ tột cùng giống như mình mà thôi, họ không đem ra họ xài. Thí dụ quý vị có tiền bạc ngàn muôn ở trong cái kho của mình, quý vị muốn dùng nó phải có thì giờ mà vô lấy ra, rồi phải có thì giờ và phương và kế hoạch và có cơ hội để mà dùng cái đó, chứ nếu không thì tiền vô ích, phải không? Thì giống y như vậy, quý vị có một cái Phật tánh vô cùng vĩ đại. Cái Phật tánh này có nghĩa là quyền năng tối thượng trong trời đất đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là thượng đế đó, mà quý vị không có thì giờ dòm tới nó nữa, hà huống thay dùng. Thành ra thấy người nào nghe nói thành Phật được ngạc nhiên, sao thành Phật được, làm gì có chuyện đó. Có mình ông Thích Ca ông thành đó chứ. Ông Thích Ca là ai? Ông đâu có gì hơn mình đâu. Quý vị đừng có thần thánh hóa người ta rồi quên mất cái sự vĩ đại của mình. Ông Thích Ca nghe nói ông từ trên trời rớt xuống, từ trên cung trời Đao Lợi xuống mà thành mà xuống đây để hóa độ chúng sanh, là mình nghe nói thôi, mình đâu có chứng minh được. Khi nào mình chứng minh được chừng đó mình mới chấp nhận. Ok, đừng có nghe những cái gì nghe phong phanh rồi tin bậy tin bạ, cái đó kêu bằng mê tín. Bất kỳ một người nào dù cái địa vị họ đến đâu đi nữa, mình cũng phải biểu họ chứng minh mới được. Thí dụ như quý vị nói rằng sư cô nói hoài nhất thiết lập tức khai ngộ một đời giải thoát, đâu chứng minh cho tôi coi. Sư phụ chứng minh được liền. Anh muốn thì anh ăn chay, anh vô anh truyền tâm ấn rồi anh thấy liền lập tức khai ngộ chứ có chi đâu. Còn nói ông Phật Thích Ca, ông đời đời kiếp kiếp ông tu hành rồi ông mới được thành Phật, mình đâu biết được. Mình cái lúc ông đời đời kiếp kiếp tu, mình đâu có đó đâu mình biết. Thì ông nói vậy mình tin vậy thôi, tin được càng tốt, tức là biết cái trí huệ nó cao, cái lòng mình nó trong sạch, không có những sự nghi ngờ vẫn đục, rất tốt. Nhưng mà mình phải xét lại coi, ông hơn mình cái chỗ nào mà ông thành Phật. Ông sinh ra hoàng tử, sinh ra là được chiều chuộng tự tay này ẩm, thảy qua tay kia, không bao giờ chân chấm đất, thí dụ như vậy. Rồi lớn lên có bao nhiêu cung phi mỹ nữ ăn chơi trong cuộc đời tới 30 năm, hai mấy năm. Thấy chưa? Rồi sinh con, sinh vợ ra rồi đâu có biết gì đâu cuộc đời đâu. Rồi cái đùng một cái đi ra ngoài thành dạo chơi, thấy cuộc đời đau khổ mới sợ. Cái đó là chúng sanh độ cho Phật. Không, không có chúng sanh đau khổ Phật đâu có tỉnh ngộ. Cho nên thành Phật rồi phải đi ra mà báo ân những người đó, chứ đừng nói tôi độ ai cả.
Hôm trước có nhiều người xưng tán sư phụ rồi sao dám đem tài sản ra mà bảo trợ cho người Việt Nam, đem hết tài sản ra. Sư phụ nói cái này rẻ quá. Hả? Có 4-5 triệu mà nhầm gì? Rồi cái mạng của người ta còn quý giá hơn nữa, mình cứu mấy ngàn, mấy vạn vị Phật mà đem có 4-5 triệu ra rẻ quá. Sư phụ ước rằng mình có nhiều tiền hơn nữa để mà cứu hết tất cả những vị Phật trên thế gian này. Mặc dù họ chưa biết họ là Phật, nhưng mà sư phụ biết họ là Phật, cúng dường Phật là rất vui mừng chứ sao còn đứng đâu nói công đức cái gì, thấy chưa? Cho nên nhờ những vị Phật tị nạn đó mà sư phụ mới mới có cái dịp để cúng dường họ, thấy chưa? Đem những cái vật chất tầm thường nhỏ mọn như vậy mà cúng dường một vị Phật vĩ đại, làm sao có thể so sánh được mà đứng đó nói còn phải cái gì nghiên cứu hả? Còn phải nghĩ lại đâu có sợ người ta không nhận nữa chứ. Đem những cái vật chất tầm thường nhỏ mọn như vậy mà cúng dường một vị Phật vĩ đại, làm sao có thể so sánh được mà đứng đó nói còn phải cái gì nghiên cứu hả? Còn phải nghĩ lại đâu có sợ người ta không nhận nữa chứ. Cha mẹ của xã hội thôi, ăn tiền thuế của người ta mà còn tham lam nữa hả? Không làm, đã không làm gì hết mà còn xài nhiều nữa. Một mình mà có mấy trăm bà vợ, mấy trăm bà thê thiếp đó là cung phi mỹ nữ đó, còn một bà vợ chính thôi thì đúng vậy. Nhưng mà hồi xưa vua chúa vợ nhiều lắm, kêu bằng tham lam công quỷ chứ. Đã không làm mà ăn nhiều, dùng nhiều, nhà cửa nhiều, vợ con nhiều, tôi tớ nhiều, như vậy là mắc nợ là phải chứ. Mà không có công đức mà còn mắc nợ, vậy mà còn thành Phật được. Cho nên quý vị có hy vọng tương lai. Ok. Cái này sư phụ nói sự thật thì mất lòng. Nhưng mà thành thật nó là như vậy. Sư phụ tại sao nói như vậy? Không phải là muốn phỉ báng Đức Phật, tại vì sư phụ rất cung kính Ngài, bạn bè với nhau, chưa? Nhưng mà nói ra để cho nói ra để cho quý vị biết rằng mình không phải là một người tầm thường hạ tiện như mình nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà quý vị rất là cao quý. Nếu mà nói theo thuyết nhà Phật thì những người nào bố thí, trì giới, đi chùa, cúng dường tam bảo là những người có công đức vô lượng, phải không? Thường thường quý vị tới chùa cúng dường chút cái trong cái bao đỏ đỏ gì đó, nó bỏ cái tờ giấy xanh xanh vô, khi quý thầy chúc mừng cho quý vị nói chà công đức vô lượng, huệ căn tràn đầy nha, kiếp trước có tu, thấy không? Và quý vị có công đức nhiều. Còn Đức Phật Thích Ca xưa kia là ngụy hoàng tử thôi, đâu có làm gì đâu, cả đời như vậy không làm gì hết. Đùng một cái đi ra ngoài thành, thấy người ta sanh lão bệnh tử đau khổ nhiều mới sợ, mai mốt ta cũng thành như vậy sao? Cái rồi bộ hạ nó y như vậy, không khác gì hết, mới sợ. Là tại sao? Giật mình mà sợ hãi cho thân phận của mình. Và vì sự sợ hãi, cái luật quả báo nhân luân hồi, vì cũng vì thương xót cho những người mà cùng quả đó, Ngài mới phát tâm thành Phật, mới phát tâm đi tìm con đường giải thoát. Cho nên sư phụ nói rằng chúng sanh độ Phật thì bây giờ cũng vậy thôi. Sư phụ cuộc đời sung sướng, không có phải sung sướng gì hơn ai, nhưng mà cũng không khổ gì hơn ai, thì cũng có chồng có con rất là hạnh phúc. Chồng của sư phụ đi tu rồi 7 năm sau chờ sư phụ chưa có lấy vợ, năm thứ 8 mới cưới vợ, chưa? Tức là biết người ta cũng chung thủy lắm. Mà ông cũng đẹp trai á. Đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Còn trẻ nữa, hơn sư phụ có 1 tuổi thôi. Mà làm bác sĩ, 2-3 cái bằng bác sĩ thì ai cũng theo hết. Nhưng mấy cô y tá là đủ rồi. Mấy cô y tá chạy theo là đủ rồi. Như vậy, có nghĩa là cái đời sống của sư phụ không có gì làm đau khổ lắm. Thành ra sư phụ cứ chìm đắm trong đó, khỏe quá. Rồi đi chùa rồi cũng có nhiều người bầu làm hội trưởng, hội phó, hội Phật tử nữa, hội sinh viên Phật tử nữa, trời ngon quá. Người ta danh vọng, người ta kính trọng, rồi có tiền, có bạc, có chồng cưng nữa, gia đình hòa thuận, không có chi mà phải khai ngộ cả, tưởng đâu mình vậy là ngon rồi. Cho nên ta cứ mỗi ngày như vậy tà. Sau này thấy người ta đau khổ, thấy tất cả những chúng sanh đều đau khổ hết, lúc đó sư phụ mới động lòng.
mới biết đời là vô thường, mới nghĩ rằng mình phải tu gấp. Mặc dù mình không muốn dùng những cái công đức tu hành mình có thể cho những người khác, cho nên mới đi kiếm công đức, mới đi kiếm đạo. Thì đó là kêu chúng sanh độ sư phụ chứ, phải không? Không có họ sư phụ giờ này chưa có đi tu đâu, còn nói chi thành Phật hoặc là thành cái chi. Cho nên sư phụ vì cảm cái ân huệ đó phải đi ra chia sẻ những cái thành quả của mình, chứ không phải sư phụ độ ai, làm thầy ai, hoặc là thấy mình cao hơn người khác cả. Nhiều khi ở đời mình cái lòng tốt á, nhiều khi không được người ta đáp ứng mà thôi, ta hiểu lầm thôi. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng sư phụ muốn giành giật họ làm đệ tử, hoặc là muốn tranh giành với những người đã có chức vị trong giáo hội nào đó hoặc là tông phái nào đó. Cái đó họ hiểu lầm mà thôi. Cho nên sư phụ không bao giờ giận dỗi những người đó hết, mà chỉ thấy thương, thấy tội nghiệp thứ nhất. Thứ hai cũng phục họ. Bởi tại sao? Họ có lòng muốn bảo vệ cái đạo của họ. Họ nghĩ rằng cái đạo họ là tốt nhất, cái đường lối của họ là hay nhất. Cho nên họ dùng hết sức mà để bảo vệ. Họ dùng thân khẩu ý tiền tài và thời giờ của họ để mà bảo vệ cái đạo của họ. Mình phải kính trọng họ cái chỗ đó nữa, chứ không phải sư phụ không hiểu cái ý của họ. Đó là hiểu lầm nhau mà thôi, hiểu lầm thôi. Mai mốt họ hiểu ra thì họ cũng giống y sư phụ thôi, cũng là bạn bè nhau thôi. Một người thì bảo vệ cái Phật tánh của mình, làm cho chúng sanh biết cái Phật tánh của mình. Một người khư khư bảo vệ một cái góc cạnh của đạo, mà dùng hết cách, dùng hết sức để mà bảo vệ cái góc đó, thì nó hơi uổng công cho người đó thôi, chứ không phải họ có ác ý gì, quý vị không? Còn sư phụ thì bảo vệ toàn bộ, thì cũng làm chung với nhau thôi. Nhưng mà tại họ nhìn có một góc thôi, thành họ không hiểu được những cái góc khác, mà họ hiểu làm sư phụ. Còn sư phụ từ bốn góc nhìn vô thì nó rõ ràng hơn. Cho nên nhiều khi những người nào trước kia cũng phỉ báng sư phụ hoặc là chống trả sư phụ mãnh liệt, mà sau này họ hiểu ra, họ đến với sư phụ giang 2, 3, 4 tay ra mà đón, nó quỳ lại mà đón họ, được chưa? Tại vì họ là một vị Phật đã sáng ra rồi, được chưa? Thì đó là những vị Phật đáng kính. Chứ sư phụ đâu nghĩ rằng có mình sư phụ là Phật đâu, đâu phải vậy, ai cũng là Phật hết. Khi nào họ biết được thì mình phải mừng cho dùm cho họ, được chưa? Họ chưa biết, thì đó là cái thời giờ họ chưa đến. Nhưng mà sư phụ biết rõ rõ ràng ràng rằng tất cả mọi người ở đây đều là Phật hết. Đó là điều vui mừng vô cùng cho sư phụ, mà sư phụ không thể chia sẻ được với quý vị. Nó uổng thôi, ta ấm ức trong lòng thôi, nhưng mà ta không thể trách được. Thôi, nhường cho quý vị hỏi. Có thắc mắc điều chi thì viết giấy lên, hoặc là đứng lên microphone mà hỏi. Viết cho rõ ràng, gọn gàng, và những điều có lợi ích cho mình và cho tất cả mọi người ở đây. Chứ đừng lãng phí thời gian của đại chúng mà hỏi những câu vớ vớ vẩn vẩn, hoặc là đổ thùng rác. Được chưa? Khui thùng rác ra nha. Xin quý vị, chỗ này không phải chỗ đổ rác nha. Hỏi gì phải thông minh cao thượng một chút. Đây, bắt đầu. Được rồi đó, anh nói đi. Vâng, kính thưa sư phụ. Vâng, con thì con chưa có được truyền tâm ấn. Và hôm nay thì con chỉ mới có nghe được lời thuyết pháp của sư phụ lần thứ 2. Nhưng mà thành nói bằng tâm mà nói thì con rất kính ngưỡng sư phụ lắm. Thành ra cái này thì con xin hỏi, bởi vì cái tâm con hãy còn nghi thôi, và muốn xin được sư phụ khai ngộ, chứ không có một ý gì cả. Hiểu rồi, dạ. Dạ, hiểu, vâng. Thì con có đọc một số kinh, thì trong kinh con biết rằng cái này ta sân hay điện, mở lớn lên chút, mở lớn cho anh khỏi có phải dùng sức quá nhiều. Tha từ microphone, ta sân hay điện. Thì con thưa sư phụ, thì con biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có truyền lại tất cả 84.000 pháp môn, và trong có để lại, ngài có để lại rất nhiều kinh điển, và các pháp môn có dựa trên một số kinh để lập phái. Chẳng hạn như tiểu thừa thì dựa vào kinh Tứ Diệu Đế chẳng hạn, hay là pháp môn niệm Phật thì dựa vào kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh A Di Đà Phật, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ. Hoặc là về thiền tông thì dựa vào kinh Lăng Nghiêm,
Lăng Già hoặc là kinh Pháp Hoa. Dạ, thì tất cả cũng dựa vào kinh, mặc dù con biết rằng khi nói đến kinh mà dựa vào kinh nhiều quá thì lại chấp vào tướng, thì điều đó cũng không có, đó là một sự cũng rất là khó nói cho những người khai ngộ, mà nói những người chưa khai ngộ như con ấy thì có thể rất là kẹt lắm. Và thêm vào đó nữa thì nếu mà nói về pháp môn Quán Âm thì kinh Lăng Nghiêm Đức Phật Thích Ca ca tụng nhiều nhất, đó là điều con cũng biết. Nhất là trong kinh Pháp Hoa nữa thì Đức Phật tán tụng Ngài Quán Thế Âm hết chỗ nói, phải nói hết chỗ nói. Và con kính ngưỡng Ngài Quán Thế Âm nhiều lắm, chỉ có mình con có thể hiểu được cái điều đó thôi. Nói lại thì chắc là không thể nói được nữa. Và thì có một điều con hơi nghi ngờ, nhưng mà cái ngờ này ấy, con muốn được sự khai ngộ và xin đại chúng chắc không biết là có sự ngờ như tôi không. Tại vì trong kinh Pháp Hoa là một kinh rất cao quý, Đức Phật nói lần chót đó, thì Đức Phật trong cái phẩm mà thọ ký, Đức Phật có thọ ký cho các đại đệ tử của Ngài, từ A-la-hán cho đến các vị đại Bồ-Tát. Thì trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật cũng thọ ký cho thành Phật và nói Ngài sẽ thành Phật ở nước quốc độ nào đó và ở một cái sẽ thọ bao nhiêu đời. Và Ngài cũng thọ ký cho Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát, và Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát sẽ thành Phật lúc nào và sẽ thọ mạng bao nhiêu đại kiếp, tiểu kiếp gì đó. Và khi Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Đức Phật Di Lặc thì Đức Phật Thích Ca nói rằng Ngài Di Lặc Tôn Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật kế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này sau một số tiểu kiếp. Mà theo các nhà Phật giáo, sau khi tính ra số tiểu kiếp, tại vì con không có rành lắm, con nói rằng các tiểu kiếp này tính ra thì phải trên một triệu, hơn một triệu năm kể từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì có thể nói rằng Đức Di Lặc sẽ thành Phật sau, sẽ là kế tiếp Đức Phật Thích Ca ở tại cõi Ta Bà, tức là cõi trái đất này á, sau một triệu năm. Vậy thì con xin kính cẩn xin sư phụ cho con khai ngộ cho con cái điều ngờ của con. Có thể là ngờ cái này mà với một sự thành tâm mà hỏi thôi. Thì giữa từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến khi mà Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời, tức là khoảng hơn một triệu năm nữa, thì trong khoảng thời gian đó liệu có một Đức Phật nào sẽ hiện ra để cứu độ cõi Ta Bà này không? Tại vì nếu mà có thì lại trái với kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là sau ta sẽ có sau một triệu năm nữa, tức là tính một số tiểu kiếp nữa, sẽ có Đức Phật kế ta là Đức Phật Di Lặc ra đời. Vậy thì câu hỏi của con là sau giữa khoảng thời gian đó liệu có Đức Phật nào ra đời không? Mặc dù con biết rằng có những Đức Bồ Tát tại thế mà cứu độ quần chúng sinh đó, có những công năng có thể nói rằng không có thua gì chư Phật cả. Chẳng hạn như Đức Quán Thế Bồ Tát chẳng hạn. Ngài rất được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật tán tụng. Mặc dù cái hạnh của Ngài chỉ là hạnh Bồ Tát thôi, nhưng mà công năng của Ngài thật là vô lượng như là chư Phật. Chẳng hạn như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chẳng hạn. Ngài không muốn thành Phật, nhưng mà công năng của Ngài không khác gì của một Đức Phật cả. Mà các hàng Phật cũng là đệ tử của Ngài, nhưng mà Ngài không muốn thành Phật. Mà cái hạnh của Ngài là hạnh Bồ Tát. Mà Ngài biết rằng khi mà Đức Phật Thích Ca, cái thời của Ngài Phật Thích Ca, thành ra Ngài lại trở thành ra Bồ Tát để giúp Đức Phật Thích Ca hành đạo. Nhưng mà không phải là cái hạnh của Ngài, là không phải cái công phu, nói theo cái đơn giản nghĩa Việt Nam ấy, không thua gì chư Phật cả. Thì cái điều ngờ con thôi, ngờ này có thể là ngờ có tính cách là mà con không có biết ngờ, mà dùng cái tâm khai ngộ thì thật là cũng khó nói lắm. Nhưng mà trong kinh Pháp đã dựa với kinh để lập ngôn đó, lập môn lập pháp đó, thì mình cũng phải dựa trên một tí về hình tướng. Thì giữa thời hiểu rồi, Đức Phật, hiểu rồi. Dạ vâng, thì con muốn xin được biết đó. Dạ. Câu hỏi của anh là tại sao có thể có Phật ra đời không, những vị Bồ Tát đó là như thế nào? Ok, đại khái như thế này, phải hiểu cái chữ Phật và chữ Bồ Tát là như thế nào. Thật ra thì không có sự phân biệt ngôi vị, nhưng mà Phật là một người đi hóa độ chúng sanh, làm thầy của tất cả muôn loại, từ trên trời cho tới dưới đất, chưa? Đó kêu là một vị Phật, tức là minh sư tại thế. Một vị Phật có nghĩa là một vị có thể giảng dạy chúng sanh ở cõi này, và đồng thời
có giảng dạy những chúng sanh ở những cõi khác nữa, cao hơn hoặc là thấp hơn, đó là một vị Phật, đúng chứ? Khi mà một vị đã nhậm chức vị Phật rồi, phải làm cái nghề đó, phải làm cái công việc đó để kêu Phật. Còn những vị nào mà ở gần bên mà để củng cố giúp đỡ thôi, đó kêu bằng Bồ Tát, chứ không phải cái quả vị hai người thua. Thí dụ như ông Tổng thống Reagan, hồi xưa ông là Tổng thống, hoặc là ông Tổng thống Jimmy Carter, hồi xưa là Tổng thống, bây giờ ông xuống rồi để cho ông Bush lên làm. Nhưng mà hai người đó, hoặc là Nixon, hoặc là những người đó vẫn ủng hộ Tổng thống Bush để làm những cái việc ích quốc lợi dân. Nhưng mà cái quả vị của hai người đó bây giờ nó khác thôi, chứ thật ra cũng giống nhau. Hồi xưa ông cũng là Phật, hồi xưa cũng là Tổng thống, có hiểu như vậy chưa? Này, cái sự thọ ký của Đức Phật là như thế nào? Là như thế này nè. À, thì bây giờ quý vị ở đây, tại vì có người hỏi mà, có người hỏi là mai mốt là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát chừng nào xuống vậy? Chừng nào mà làm cái việc giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy? Thì Ngài nói rằng, à, 5 triệu năm nữa hoặc là 5 ngàn năm nữa, ông sẽ làm giống cái y của tôi. Đại khái nó như vậy, ông sẽ làm cái nghề này, ông làm cái job này, cái việc này. À, là vậy nó kêu thọ ký. Nhưng không phải những vị này mới thành Phật, hoặc là chỉ là ngôi vị Bồ Tát thôi. Bồ Tát là cái nào đứng một bên ủng hộ, cũng như kêu assistance. À, assistant. Nhưng mà người đó tài năng, quyền lực, hoặc là cái bản lĩnh cũng giống y như cái người mà người đó được phù hộ. Nhưng mà quốc gia không thể hai vua, cho nên chỉ có một vị tổng thống thôi. Còn những vị kia tài năng cũng ngang hàng, nhưng mà làm một thời gian rồi phải xuống, để cái luật nó là như vậy. Giống như luật trong nước Mỹ chỉ được 2-3 nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ 4 năm gì đó thôi, chứ rồi phải bầu lại. Nếu mà được tín nhiệm thì sẽ được bầu thêm, không được thì phải xuống làm một người thường. Nhưng mà những vị tổng thống khác sẽ lên. Nhưng mà hai người bằng nhau, trí huệ tài năng khác nhau, à, trí huệ tài năng cũng xem thấy không? Cũng giống giống, à, nhưng mà hết nhiệm kỳ là phải xuống để cho người khác lên, chứ không phải là khác biệt, có hiểu chưa? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một vị Phật, Văn Thù Bồ Tát cũng là một vị Phật, mà thầy của tất cả những vị Phật nữa. Nhưng mà lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhậm chức làm Phật ở cái cõi này đó, thì Ngài không làm. Một thế giới có một vị Phật đủ rồi, có hiểu chưa? Cho nên những vị Phật khác ủng hộ dưới hình thức là làm Bồ Tát tại gia để ủng hộ, dưới hình thức là làm đệ tử. Cho nên cũng như sư phụ bây giờ có biết bao nhiêu người đệ tử rất là thông minh, lanh lợi, cái là đẳng cấp rất là cao, cảnh giới rất là cao, nhưng mà họ vẫn khép mình làm đệ tử của sư phụ. Bởi vì cái lúc này là lúc sư phụ làm tổng thống, có hiểu chưa? Lúc sư phụ làm việc. Có bao nhiêu đó thôi, hả? Chứ không phải mình đứng đây mình đợi 1 triệu năm sau, đợi ông Di Lặc ông ra đời. Còn chúng sanh trong cái khoảng thời gian đó xuống địa ngục hết sao? Không có Phật dạy dỗ sao? Lúc nào có học trò là phải có thầy. Hả? Cái xứ Ta Bà này là cái trường học mà những vị Phật xuống đây để dạy dỗ cho những người học sinh ở dưới này, đời đời kiếp kiếp được có hết. Cũng như cái trường trung học á, lúc nào cũng có thầy hết. Ông thầy này chết đi hoặc là bổ nhiệm đi nơi khác, ông thầy khác sẽ bổ nhiệm đến cái trường đó mà dạy tiếp. Tại vì học sinh nó còn đầy ra đó, không có thầy sao được. Đời đời kiếp kiếp chúng sanh đều đau khổ, đều vô minh, đều cần Phật. Đâu có lâu lâu mới ra đời một lần đâu được. Làm gì mà kêu bằng cái gì? À, cái gì vậy? Hẹp lượng quá vậy, phải không? À, phải ra đời hoài chứ, hằng hà sa số Phật. Tại sao không nhín cho mình một người, ít nhất một người chứ, phải không? Nếu không nhiều thì ít, đời đời kiếp kiếp có Phật. Cho nên anh nhắc tới Kinh Pháp Hoa, sư phụ mới nhớ ra. Trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đó, cái bằng tiếng Tàu nó gọi chủng tỷ dũng chu, tức là từ đất mà nảy ra đó, hằng hà sa số Phật Bồ Tát, thấy không? Cái lúc mà ngài những người đệ tử của Phật nói rằng con sẽ đời đời kiếp kiếp sanh ra để mà bảo hộ Phật pháp, Phật ngoắc tay một cái rồi hằng hà sa số Phật Bồ Tát từ đất sanh lên. Phật mới nói rằng không cần nhà ngươi, không cần nhà ngươi, đời đời kiếp kiếp có hằng hà sa số Phật Bồ Tát sẽ đến dạy dỗ chúng sanh, bảo vệ chánh pháp. Như thế thì biết rằng không có bao giờ vắng bóng Phật và Bồ Tát cả. Thôi thì bây giờ nói không có Phật thì có Bồ Tát, đại khái cũng là có Bồ Tát. Phật là gì? Phật là những người, một người đứng ra để lãnh cái trách nhiệm gánh vác nghiệp chướng cho chúng sanh, dạy dỗ cho tất cả muôn người, từ trời cho tới người, từ thánh cho tới ma quỷ, là cái nhiệm vụ của họ. Trong cái nhiệm kỳ đó họ phải làm Phật. Còn những vị Phật khác hoặc là những vị Bồ Tát, nhiều khi là Phật ra đời mà giúp cho vị Phật đó, hoặc nhiều khi Bồ Tát, nhiều khi Thiên Long Bát Bộ, thấy chưa? Ra đời tất cả mọi
người trong vũ trụ đều ủng hộ một vị Phật sống cả. À, cho nên đó là cái sự khác biệt giữa Phật và Bồ Tát thôi. Nhưng mà chưa chắc cái sự khác biệt quả vị nó khác nhau. Cho nên anh đã nói rõ ràng là cái vị đó mặc dù không phải là Phật nhưng mà quyền năng giống Phật, thấy không? Thì anh nói đó là anh tự trả lời cho anh rồi chứ. À, còn cái gì nữa mà sư phụ quên không? Còn gì nữa sư phụ quên không? Anh hỏi gì đó? À, 5 triệu năm đó hả? À, 1 triệu năm. Bởi vì là có cái Phật Di Lặc. Bởi vì khi mà thói thường đó, thì đại chúng khi mà đọc kinh đó thì chỉ hiểu trên cái nghĩa hình tướng thôi, khái niệm thôi. Mà thưa sư phụ là bởi vì con cũng vì con cũng là hãy còn là trong hàng đại chúng, sự khai ngộ chưa có gì cả. Thành ra khi mà đọc kinh thì chỉ hiểu trên phương diện khái niệm thôi. Đúng rồi, hiểu. Thành ra là vì vậy khi người ta vẫn có một sự phân biệt giữa Bồ Tát và Phật, bởi vì đại chúng vẫn là chưa là những người khai ngộ. Hiểu. Vì vậy mà khi mà nói Bồ Tát làm sao bằng Phật được, phải không ạ? Thành ra mà dựa trên một cái phẩm kinh Pháp Hoa mà Đức Phật có thể nói là thương chúng sinh nhiều nhất mà để lại cho tất cả chúng sinh đó, tức là một người cha già mà để lại cho tất cả các con tất cả các viên ngọc quý. Thành ra là dựa trên cái căn bản đó họ tất cả các pháp môn đều lập phái ở trên cái kinh đó. Thành ra nói bây giờ 1 triệu năm nữa mới có Đức Phật ra đời. Vậy thì làm sao mà bây giờ trong khoảng thời gian đó chết làm hết. Sao mà có Phật nữa ra đời? Đấy, và thành ra xưa đấy là cái điểm mà con nói là khái niệm thôi. À. Còn phương diện mà con cũng đồng ý với lại sư phụ đó là có nhiều vị đại Bồ Tát như là Quán Thế Âm công năng không khác gì Đức Phật cả. Đức Văn Thù Sư Lợi cũng thế. Thành ra con cũng xin cảm tạ sư phụ. Con có đã hiểu rồi. Có hiểu rồi ha. Anh hiểu là một điều quan trọng. À, mình có nghi thì mình phải hỏi. À, cho nên có những vị thầy để chỉ. Mình đã hiểu sẵn rồi nhưng mà phải có một chút gì đó nữa cái nó mới hiểu toàn diện. À, còn ai nữa không? Con xin tập phần câu hỏi. À, sư cô nghĩ sao về sự nhận định của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tại Việt Nam về pháp môn Quán Âm của cô? Sư phụ đâu có biết đâu. Ông biết gì vậy? Ta đâu có đọc đâu ông biết. Hả? I don't know. Sư phụ không có đọc. Đâu Hòa Thượng phải gửi cho sư phụ mới biết chứ ta đâu có tìm báo chí đâu đọc mà. Hòa Thượng viết bao nhiêu bài hay, bao nhiêu bài lợi ích cho chúng sanh thì chắc một trong những bài lợi ích cho chúng sanh thì quý vị đọc có lợi ích thì tốt chứ có chi đâu. Hòa Thượng là một người nổi tiếng nhất Việt Nam, đạo cao đức trọng, bao nhiêu người đều kính mến, thì chắc những gì ngài viết ra đều nằm trong đạo pháp, đều lợi ích cho chúng sanh, đều khơi dậy cái Phật tánh của mọi người, thì sư phụ nghĩ rằng ngài viết vậy chứ gì nữa, phải không? Phải viết vậy không? Còn viết về sư phụ riêng á, thì phải gửi cho sư phụ mới biết chứ còn người ta nó hơi đâu mà đi tìm kiếm lục lạo cái chi. Không biết gì hết, sư phụ không có đọc gì hết, không biết gì hết. Sư cô đã đi thuyết pháp nhiều nơi, cũng đã lâu, Phật tử tại Việt Nam đã nghe danh cô, vậy sư cô có dám và dự định về Việt Nam để thuyết pháp không? Xin cô cho biết bao giờ đi. Không dám. Không dám đâu. Không dám rồi biết ngày nào. Cái chuyện này đâu phải sư phụ định đoạ, cái trời Phật định đoạ. Cái lúc mà bắt sư phụ đi thì sư phụ có chối cũng không được. Mà cái lúc mà trời Phật chưa có muốn cái cộng nghiệp của chúng sanh, chưa có làm cho đủ duyên, sư phụ có muốn bay qua đó cũng bị rớt xuống cái đùng. Thấy chưa? Cái này phải để cho trời Phật định đoạ. Đây là câu hỏi thắc mắc lớn nhất của toàn Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, nhất là ở Mỹ. Về danh xưng vô thượng sư là như thế nào? Xin đã nói rồi, hồi nãy nói rồi, đừng hỏi nữa. Ok, là ông thầy không có cao, sư phụ 1m50, hiểu chưa? Pháp môn Quán Âm của sư cô có phải là pháp môn thiền định không? Nếu có, đối tượng của sự thiền định này là gì? Đối tượng đó là Phật tánh của mình. Ngồi thiền để mà tìm ra mình là ai, để biết mình Phật tánh, để biết Phật tánh của mình. Nghe người nào cũng nói Phật tại tâm, ông Phật là vĩ đại nhất, mà ông Phật đó ngự trong tâm mình, thì mình phải ngồi thiền là im lặng để bỏ hết tất cả những cái sự bận rộn mỗi ngày để mà kiếm qua ông Phật đó là ai. Tại sao ông ở trong tâm của mình mà ông ở trong tâm của những cái vật khác, thấy chưa? Mà ông tại sao ông ở trong tâm mình?
Đó là cái lúc ngồi thiền. Okay. Thiền định cái mục đích nó là như vậy. Xin sư cô cho biết pháp môn Quán Âm là pháp môn gì, xuất xứ từ đâu? Vậy coi lại kinh Lăng Nghiêm. Okay. Phẩm 25 vị Bồ Tát báo cáo cho Đức Phật biết pháp gì là pháp hay nhất, pháp nào thành Phật lẽ nhất, thì đừng có nói rằng sư phụ nói, đừng có cái bằng đừng có trách cứ sư phụ, cái bằng tán dương cái pháp đó. Nhưng mà cái đó đã có từ ngàn năm rồi. Muốn thành Phật thì vô con đường cuối cùng đó là pháp Quán Âm, còn những cửa khác lâu lần là nó cũng dẫn tới con đường đó, hiểu chưa? Những người theo sư phụ học pháp Quán Âm là những người đã đi tới đường cùng rồi, hiểu chưa? Còn chưa đi tới thì dĩ nhiên chưa có duyên, thì dĩ nhiên không hiểu, không muốn học. Yes. Welcome. Thank you for giving me the opportunity to ask questions. I'm a born again Christian. I was invited here and I wanted to learn what the faith here has to do with. And you referred to Jesus Christ as though he were another Buddha. And Jesus Jesus Christ supposed to be a Buddha? What did you say? You refer to Jesus Christ as though he were a Buddha. Yeah. Okay. Jesus Christ made it very clear that he was the only way, the truth, and the life, and no one could come to God except through him. He also said that all who came before him were thieves and robbers, and he also said that he would come back in the clouds, and all who claimed to be Christ would be false. They would be false and do not listen to them. So if you equate Jesus Christ with a Buddha, and you call yourself a Buddha, Jesus Christ said that anyone who comes as a Christ would be a false prophet or a false leader. Did he say that? Yes, he said that. No, he didn't. I've studied the Bible for 19 years, and although I will not question your knowledge of the Buddhist writings. I know you study very well, but you didn't understand. Anyhow, okay, why I say Jesus is a Buddha? Because the name Christ means a messiah, an enlightened being. And the name Buddha, the word Buddha, also means the same thing. Mean an enlightened being, a messiah, you know? Yes. That's why both of them are the same. Although the language title them in a different manner. Just like nowadays we call a spiritual master guru because it came from Sanskrit. Actually in English we must say a spiritual master, yeah? But we say guru also because everybody knows guru means the same. So if somebody has a spiritual master or somebody has a guru, do you think both of these are different? Yes, they are different depending on who they are from, where their power comes from, which god they serve. Yes, that makes but them only different. If both of them have the same level. Now, Jesus Christ said that whoever believes me will never walk in darkness again, right? So, huh? Jesus said that anyone that accepts me into their heart and life will receive eternal life. Yes, yes, yes. And that's correct. That they will go to heaven. They're yes, not, they yes, don't yes, need yes. To have an endless wheel of life experience. They will go to heaven upon the time they die. Definitely. But he said, I am the light of the world. I am the way and the light of the world as long as I live in the world. And he didn't say after that. You understand? When a master is alive, anybody who believes that master will go to heaven. Jesus is one of the masters, like Buddha was. Jesus said that I will be with you until the end of the age. Yes, he said so to his disciples. He said that. But not to you. He said, where two or three of you are gathered in my name, there yes, I am he in your said midst. To his disciples. I say the same to my disciples. And he said, I will send you the advocate, the Holy Spirit, that you will not be left alone. Sure, that means all the master will come. The main point for you to refer to Jesus Christ as a Buddha is to deny what Jesus Christ said he was. He said he was nothing less than the only son of the living God. That means the only, single. There are no other Christs other than Jesus Christ, and he's coming again in the clouds. That's the only time he's coming back. He said that when he was alive. Any master is the only begotten son of God, because the spirit is only one. God cannot be two. You understand? Anyone who is empowered from God become Christ. And the Christ power is one only. Therefore, when the Christ power was close,
in the body of Jesus, he was the only one. And when that power is closed into another fleshly clothes, like Moses or other before him and after him, that master at that time is also the only one. When the Buddha was alive, he also said he's the only one. You understand? But the only one means the only power in the universe, the God power, but doesn't mean a person. I will not pretend to try to understand the Buddhist writings, but I would suggest that you spend more time reading the scriptures. What? I would suggest that you spend more time reading the Bible if you want to speak on it with such authority. I did. I spent all my life in the Bible. I studied since I was 7 years old. And I know everything that you said. Jesus Christ came to save you from your sin. Yeah, he did save me. I am very grateful. He did. He did give me the power that he has. He said, whatever I do, you can also. He promised me I can do the same like he did. And I can. I do it. I will. I know you don't know exactly what you're talking about. You don't know. I do it. I will. I know you don't know exactly what you're talking about because you don't know. But thank you for listening to me. Never mind. You understand one day. There are many things in the Bible that you do not remember. Yeah, for example, the vegetarian diet and all these things, and many people of the Catholic don't remember. Do not think that I oppose you, my brother. We just look at different angle, that's all. One day you will know what I talk about. Okay. But you love Jesus very much. That I feel. One day he will bless you. And then you know everything that you must know. I pray for that day. And then you will come and hug me. I'm sure. I think you feel my love for you. Very definite. Come. Dạ, kính thưa sư phụ, con nghe nãy giờ những cái sự câu hỏi của các người Mỹ đó. Ừ. Thì con xin bổ túc. Ừ. Theo cái ý con hiểu đó. Ừ. Thì cũng để xin trả lời cho rõ. Nó lớn chút nè, người ta nghe không được nè. Cái microphone nông ta sơn y tiền. Rồi nói tiếp đi. Dạ, theo ý con hiểu thì con hiểu theo cái ý của con. Ừ. Thì để con, có lẽ ông Mỹ đó ông cũng chưa hiểu rõ ràng lắm, nhưng mà con không dám, con nghĩ là con hiểu hơn ổng. Ừ. Thì theo con hiểu á, dạ, là ổng chỉ tin vào cái Bible Jesus only. Ừ. Thôi. Ừ. Mà không có nghĩ là ổng có phải chi mà ổng sống vào cái thời Jesus đó. Ừ. Thì đúng là Jesus only one. Ừ. À, cũng như bây giờ là tổng thống Bush thì nói tiếng one. Việt cho nó. Dạ. Đầy đủ chứ đừng có nói. Dạ. Thêm tiếng Anh vô nhiều. Dạ. Người Việt Nam mới đến họ không hiểu. Dạ. Nha. Thì cũng như bây giờ là tổng thống Bush thì có trách nhiệm của cái hiện tại thời gian bây giờ. Ừ. Thì tổng thống Reagan cũng vậy, tổng thống Jimmy Carter cũng vậy. Ừ. Cũng là một cái trách nhiệm để mà dẫn dắt làm cho quốc gia hùng mạnh, dân chúng hạnh phúc, làm cho hòa bình thế giới, thì cũng là một cái trách nhiệm, cùng xem một nhiệm vụ thôi. Hay. cùng một nhiệm vụ thôi. Thì
Thì con nghĩ như vậy đó. Thì như giống như hồi nãy cái câu trả lời đầu tiên của sư phụ nói thì cũng là cái ý của ông này. Thì phải chi ông, bây giờ ông này đã sống vào cái thời đại 1989, ở 90-91 này, thì phải tin vào cái tổng thống của cái thời bây giờ. Đúng vậy. Chứ không có thể tin vào Tổng thống Reagan hồi xưa được. Tổng thống số 1 của nước Đúng Mỹ rồi, bây giờ ông Bush là chỉ là một vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ thôi. Thế lúc ông được bổ nhiệm ông là tổng thống duy nhất. Thì đúng vậy. Thì nếu ai có thể dịch lại bằng tiếng Anh cho ông Mỹ kia hiểu. Có dịch rồi. Ok. Vì thì giờ có hạn, xin quý vị viết vào câu hỏi vào giấy và viết thật ngắn. Xin cảm ơn quý vị. Đọc tiếp. Câu hỏi của người Mỹ. Hello Master Ching Hai, I would like to know how many lives you have been a Buddha and how old are you? Thank you. How old? Yeah? How old I am now? Yes. I'm about 40 or 41, nearly 41, according to your calendar, yes. But I am as old as the universe and as young as a baby. Also, how many lives I have been a Buddha? Yes. I have always been a Buddha. I have never been anything else but Buddha. Okay? Dịch cho người Việt Nam nghe. Câu hỏi là, thưa Master Trinh Hải, tôi muốn biết là Ngài đã thành Phật bao lâu rồi và Ngài bao nhiêu tuổi? Sư phụ trả lời là năm nay tuổi, lịch, dương lịch thì 41 tuổi. I get lost, Master. Hả? I get lost. Dở quá vậy. Nói công ngắn ngắn mà dịch không được. Chắc khớp á, thấy đông quá khớp, thấy toàn là Phật sống ngồi đây là sợ. Quên mình cũng là một vị Phật sống. Thì bây giờ sư phụ nói như thế này. Thật ra thì cái tuổi thọ của sư phụ nó thọ như trời đất vậy đó. Như lúc khai thọ như vũ trụ. Và trẻ trung ngây thơ như một đứa bé sơ sinh. Rồi còn hỏi bao giờ sư phụ thành Phật, sư phụ nói sư phụ đời đời kiếp kiếp đã là Phật, sư phụ không có thành cái gì ngoài thành Phật cả, từ trước giờ không có làm cái gì ngoài sự làm Phật. Ok. Câu hỏi khác của một người Mỹ. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. The question is, was he on the same level as you or me, or was he unique? Was he at the same level as you, as me? Or was he unique? He is in the same level as mine and as yours. The only difference between Jesus, me, and you is that we, Jesus and I, know how great we are, and you do not know. Both of us are great, you and I, the same, just you don't realize it. You are young, you are young prince, young princess. You do not know that you are the princess of the whole nation, or the prince of the nation. You do not know that you are the highest personage in your nation. But I am the older prince. I know my position. That's the only difference. Both of us are prince. Understand? Người đó hỏi rằng cái đẳng cấp của Ngài Giê-xu Ki-tô đó có phải là bằng đẳng cấp của sư phụ và bằng đẳng cấp của quý vị hay không? Sư phụ nói bằng, giống nhau, nhưng mà có sự khác biệt ở chỗ là Đức Chúa Giê-xu Ki-tô và sư phụ đã hiểu cái đẳng cấp của mình, đã biết được mình, cái sự vĩ đại của mình. Còn những vị khác chưa biết, những vị chưa biết được đó. Nhưng mà hai người giống nhau, cũng như hai vị hoàng tử, một vị đã lớn khôn, đã biết cái ngôi vị cao quý của mình trong quốc gia, còn cái vị hoàng tử còn trẻ, còn nhỏ mới sinh ra đó, chưa hiểu mình là ai cả. Hai người đều là hoàng tử hết. Chà. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy đạo giải thoát gồm hai điều: hàng phục tâm và an trụ tâm. Xin Nico giảng giải. Rất cảm ơn.
Hàng phục tâm, tâm và an trụ tâm hả? Yeah. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy đạo giải thoát gồm hai điểm. Ừ. Hàng phục tâm và an trụ tâm. Anh đợi chút nha. Đợi, kiên nhẫn đợi chút. Hàng phục tâm là cái gì? Tức là hàng phục tâm tức là mình hàng phục cái tâm tầm thường của mình đó. Những cái cái niệm, những cái quan niệm lỗi lầm của mình đó, những cái tư tưởng thấp kém của mình đó, để mà mình nhớ lại cái tâm cao thượng của mình. An trụ tâm là khi đã tìm được cái tâm cao thượng của mình đó thì mình phải an trụ, thì mình sẽ an trụ trong đó, mình không động nữa, kêu bằng tâm bất động. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào, mình cũng đều ở trong cái Phật tánh đó cả, mình không bao giờ quên được. Cũng như quả vị bất thối Bồ Tát vậy, cái đó lúc đó là mình tâm mình đã an trụ trong cái Phật tánh. Ok, nhưng mà muốn vậy phải biết trước cái tâm của mình là gì, biết phải biết rõ cái tâm phàm phu của mình và cái Phật, cái tâm Phật của mình. Hàng phục cái tâm phàm phu và an trụ trong cái tâm Phật, đó là đúng cái phép giải thoát của Phật dạy. Nhưng mà muốn an trụ trong tâm Phật phải biết tâm Phật trước, phải truyền tâm ấn, phải biết cái tâm của mình, phải nhờ ông thầy em chỉ cho cái tâm mình, thấy chưa? Cái tâm đó nó là vô tâm, nhưng mà nó có tâm, có nhưng mà không, không nhưng mà có. Chứ không nếu nói cái gì cũng không có thì thôi dẹp, khỏi tu, khỏi thành Phật. Cần gì phải lại Phật làm chi, cần gì phải làm lành đánh dữ làm chi, cái gì cũng không có hết, thấy chưa? Cái gì cũng vô ích. Có nhưng mà không. Cái tâm đó là không phải cái tâm mà mình nghĩ ra được, mình đoán ra được, mà cái tâm của sáng suốt vô cùng, nó hòa tan hết tất cả trong vũ trụ á. Cái đó là cái Phật tánh hoặc cái thiên quốc, mình phải tìm ra được rồi mình mới an trụ được trong đó. Còn nếu không mình chỉ an trụ trong thế gian mà thôi. Chưa? Anh đợi cho anh này hỏi chút. Dạ. Còn ba người đứng kia phải không? Muốn hỏi phải không? Dạ, thưa sư phụ. Quý vị hỏi mà dùng microphone á, thì xin quý vị ngắn gọn và nói trung điểm mà thôi, để đỡ mất thì giờ của đại chúng. Là thưa sư phụ có nói là cái cách mà tu để mà đạt tới Phật tánh màu đó. Có nhiều người đó, đi mỗi người khác nhau. Giống như là đi máy bay, hoặc là đi xe hơi, hoặc là đi ngựa hay đi bộ vậy. Si. Thì tôi thấy rằng là theo cái thiền lý của tôi thì tôi nghĩ là chúng ta không bao giờ đạt được cái mức đó hết, không bao giờ chúng ta sẽ thành Phật hết. Lý do như thế này, Đức Phật khi Ngài sinh ra đó, thì Ngài đã sinh ra ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Thì khi mà Ngài vừa mới đặt tay rờ vào hoa vô ưu thì hoa vô ưu đã nở rộ. Và là sau khi sinh ra Ngài đã bước đi 7 bước, mỗi bước nó có một bông sen. Còn chúng ta đây họ tự hỏi ai là người có những đặc tính đó. Đó, và do đó cho nên đó, Ngài đã được cũng không thành được. Không có được những cái kết quả đó. Xin hỏi ai cho chúng ta khi sinh ra đã bước đi 7 bước mà có 7 bông sen đâu? Xin hỏi ai cho chúng ta mẹ ta rờ mà đã có hoa vô ưu nở đúng rồi đâu? Đúng rồi. Thì đây tôi kết luận rằng đấy. Đúng rồi. Thôi không bao giờ thành Phật phải không dạ, anh? Không bao giờ thành Phật. Do đó cho nên là riêng tôi cứ thỉnh thoảng cứ lai lai là đi ăn phở ăn, rồi. Chắc vậy hả? Ăn chay thì tôi không bao giờ thành Phật phải không? Dạ vâng, không bao giờ thành Phật. Thôi đi về hết. Đi. Goodbye. Bình thường ta sống tu làm cái gì, sống tốt với người lối xóm á, thử tế anh em được rồi, đủ rồi, bởi vì chúng ta rất là bình thường. Đức Phật sinh ra đó, Ngài đâu có sinh như chúng ta. Khi Ngài sinh ra đó thì trong vườn Lâm Tỳ Ni đó, thì theo như sách vở nói thì có một con voi nó đến, nó dùng cái ngà đó nó cào bên sườn Ngài, và Ngài đã sinh ra bên sườn. Còn chẳng hạn như tôi, mẹ tôi sinh ra tôi rất bình thường, trong bệnh viện rất bình thường như muôn ngàn người đàn bà khác. Bây giờ, cho đó tôi chỉ rồi, là con người hiểu không, rồi, không rồi. Bao giờ thành Phật được ạ. Ok. Xin đừng. Thì coi như rằng cái ý kiến của anh nó đúng đi nữa ha. Tại bây giờ sư phụ phân tích ha. Thôi, thí dụ như mình không thành Phật được á, thì thôi dẹp chứ mình tu làm chi, ăn chay làm chi, lấy Phật làm chi cho mệt chứ. Tu mà cứ không thành Phật cũng như học hoài không thành bác sĩ, tại sao phải đi học? Tại sao phải đi học y khoa? Dạ, cho đó cho nên tôi mới nói rằng là mình chỉ việc sống bình thường, tử tế với anh em, bà con lối xóm đủ cái rồi. Đó phải việc phải làm. Vâng. Nhưng mà cái Phật tánh mình phải tìm. Tại vì Đức Phật có nói rằng ta và các ngươi bằng nhau không khác. Ngài có nói câu đó không? Có không? Nếu mà bằng nhau không khác á, mình vốn đã là Phật rồi. Tại mình chưa biết mình là Phật mà thôi. Cho nên Ngài nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Sao nói vậy? Không, nhưng mà nói phản lại lời nói của Phật rồi. Nhưng mà thôi, anh em mình nói nhau không có giận đâu. Bây giờ sư phụ nói nghe. Bây giờ thí dụ như con của anh mà nó đẻ ra ha, nó đẻ trong cái vườn Lâm Tỳ Ni hay là Lâm Tỳ Kheo gì đó mà kệ. Nhưng mà nó mới nhảy lạc lọt khỏi lòng, nó bước 7 bước trên hoa sen. Anh té xỉu luôn, bà vợ anh chắc chết liền chứ khỏi cái mà sống nổi đâu.
Cái này là cái thần thoại. Cái thần thoại mà thôi. Dạ vâng. Cái lúc một trong những người đệ tử của Ngài khi mà ngồi thiền á, thì thấy rằng Đức Phật sinh ra không phải sinh ra từ cái hoang tưởng tầm thường của mình nghĩ, nhưng mà Ngài vốn là Phật rồi. Cũng như bây giờ, nhiều khi anh thấy sư phụ rất là tầm thường, hả? Ha? Thì tôi cũng nói tôi tầm thường thôi, là ông thầy không cao thôi. Nhưng mà đệ tử của sư phụ ngồi thiền, nó biết sư Phật. Sư phụ đi từ thiên đàng tới địa ngục, tất cả cảnh giới nào sư phụ cũng có, tất cả cảnh giới Phật nào cũng có sư phụ hết. Nó thấy sư phụ sinh ra từ bông sen ngồi trên mây, ngồi trên hạt, cởi hạt, ngao du, tất cả cùng trong càn khôn vũ trụ. Như vậy thì nó viết ra, nó về nó nói rằng sư phụ sinh ra đã sinh trong bông sen, bước ra là đâu có sen nở đó, nhưng mà nói trong những cái cảnh giới cao, chứ không phải là Đức Phật sinh ra ở cái thế giới này bước trong bảy bông sen, sen ở đâu mà nó nở trong cái đất liền như vậy. À. Yes, I'd like to speak of this and I'll sit down. Yes. And I'll sit down. The Spirit of the Lord would speak and say that I am the living God. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And I am the God, the true God. And know that I am a jealous God, and there is no other God before me. For I am the way and the truth and the life. Know that there is no other way but the way of the cross. For all have sinned and all have come short of the glory. Know that I am the Lord, I am Jesus, and there is no other Lord, for they are all liars, for they are false, and there are many religions. But know that I am a relationship, for I seek those to come to me in spirit and in truth. What you hear is not of Christ, but it is of your father the devil. And know that my wrath shall be upon those that do not seek me, and know that those that do not follow me. Come to me and receive me as Lord and Savior. Know that I am Jesus Christ. Repent and know that this is the devil of this day. Repent and be saved. Thank you for speaking for me. Tiếp tục. Phật-thích-ca. Thank you for telling people what I like to tell them. Phật-thích-ca trong kinh A-di-đà có khuyên chúng sinh đời mạt pháp, tức là thời bây giờ, nên tu pháp môn tịnh độ là hữu hiệu nhất. Xin sư cô giải thích pháp môn Quán Âm so với pháp môn tịnh độ, pháp môn nào hữu hiệu nhất? Quý vị thích pháp Quán Âm thì tu pháp Quán Âm, hả? Quý vị thích môn tịnh độ thì quý vị tu pháp tịnh độ. Chứ bây giờ sư phụ dầu có đứng đây mà nói rằng pháp Quán Âm hay hơn pháp tịnh độ đi nữa, quý vị đâu có tin được. Thì quý vị thấy cái nào? Sư phụ chỉ trình bày một cái phương pháp mà sư phụ biết rằng có hiệu quả. Tất nhiên có hiệu quả, hữu hiệu, hả? Rồi quý vị chọn lựa chứ. Thí dụ quý vị tin theo sư phụ thì ok đi theo, còn không tin thì cứ tiếp tục theo cái pháp tịnh độ của mình. Chứ quý vị đừng có ngồi đây bắt sư phụ phải so sánh nữa. Dầu trong kinh Lăng Nghiêm đã nói rõ ràng rồi, tất cả mười phương chư Phật Bồ Tát đều phải dùng phương pháp Quán Âm để mà thành Phật. Chính ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng phải tu pháp đó mới là thành Phật thôi. Thì bây giờ phải hỏi sư phụ cái gì nữa? Hiểu chưa? Chúng tôi có nghe sư cô đang lập một thiền đường tại San Diego này. Vậy có nhận thiền sinh mới không? Và có đóng tiền không? Và có một thiền sư nào trực tiếp để hướng dẫn không? Đâu có lập thiền đường nào ở San Diego đâu. Tất cả những cái mà kêu bằng thiền đường đó, tức là những thí dụ như có miếng đất nó đã có nhà sẵn rồi, thì mình sửa sang lên cho nó rộng rãi, khang trang thêm, đồ đạc mình vứt bỏ ra đặng cho nó trống chỗ để người ta ngồi thiền. Nó kêu ngồi thiền đường thôi, chứ sư phụ cũng ít khi lập cái gì mới, hiểu chưa? Còn cái thiền đường mà chính ở bên Đài Loan á, nói cho quý vị biết, nó chỉ có một cái mái tôn ở trên đầu thôi, còn xung quanh không có cái vách tường nào cả.
Khi trời mưa thì chúng tôi kéo cái màn ni lông xuống che mưa, che gió. Khi trời hết mưa thì ta cuốn nó lên. Cái đó kêu là thiền đường tổng hành dinh của sư phụ. À. Câu hỏi thứ hai. Cái này nó rẻ lắm, rẻ lắm. Chỉ có mấy tôn thôi, thành khỏi đóng tiền. Thiền đường nào cũng khỏi đóng tiền cả. Nhưng nếu quý vị muốn đóng tiền, không ai cấm quý vị. Nhưng mà chỉ là thiền sinh mới được đóng tiền thôi. Còn những người nào ở ngoài thì chúng không có dùng tiền của quý vị. À, để tránh những cái sự hiểu lầm, để tránh cho quý vị những cái phước báo nhỏ nhen của nhân thiên, mà cho quý vị một ngày nào đó tỉnh ngộ để biết mình là Phật. Chứ không phải sư phụ phân biệt người nào là học trò, người nào không học trò. Thấy chưa? Còn đóng tiền thì không có đóng. Trước khi vô cũng không đóng, sau khi vô cũng không đóng, rồi tu thành Phật khỏi đóng. Tâm ấn là như thế nào? Người ta nói rằng sư cô có phép thôi miên trong lúc truyền tâm ấn, vậy có đúng không? À, vậy thì thôi cái lúc truyền tâm ấn sư phụ đi chỗ khác. À, thành ra khỏi thôi miên. À, có nhiều khi sư phụ truyền tâm ấn đâu có ở đó đâu. Cái học trò họ chỉ những cái cách ngồi thôi, rồi sư phụ ở tuốt Đài Loan truyền qua, vậy làm sao thôi miên được? Muốn thôi miên phải kêu bằng phải nhìn ngay mắt ta. Chứ sai khiến người ta muốn bay là bay, muốn xuống là xuống, rồi sư phụ đâu có làm mấy cái trò đó. Hả? À, có không? Nếu mà thôi miên người ta thôi hết cả quần chúng rồi, sao thôi có một nắm người mà phải bắt ăn chay, phải ngồi thiền, phải trì giới đâu được, cực quá vậy, ai mà theo? Hiểu chưa? Quán Âm là nghe tiếng kêu cứu trong lúc đói khổ. Vậy sư cô có áp dụng hạnh Bồ Tát của Phật Quán Âm để đi đến các trại tị nạn ở các đảo mà giúp đỡ không? Và có bao giờ sư cô gửi tiền về Việt Nam để cứu đói cho đồng bào Việt Nam đang đói không? Cái này anh trả lời giùm đi. Làm việc mà cứ bắt ta khoe ra hoài. Chưa? Những cái chuyện này mình làm coi như mình rửa tay thôi, làm rồi phải quên liền. Vì bắt sư phụ phải ngồi môi ốc mà nhớ coi ngày nào tháng nào gửi bao nhiêu tiền, đi thăm cái trại nào cho bao nhiêu. Cái chuyện đó tầm thường quá, mà mình khát nước thì mình uống. Người ta khát nước cũng như mình khát nước. Chuyện đó có gì đâu phải nói. À, những người bổn phận của người tu hành và không tu hành đều phải giúp đỡ những người khác hết. Làm rồi là dẹp quên liền, đừng có ngồi nữa mà kể. À, xin lưu ý, báo chí Việt Nam gần đây có loan tin về sư phụ trong những vấn đề tị nạn. Và mấy tuần trước sư phụ có vào Liên Hiệp Quốc để tường trình về vấn đề tị nạn. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin kiếm báo Việt Nam đọc. Dear Master, please give your comment regarding the great master like Dalai Lama and Vietnamese Zen master Nhất Hạnh and their teaching. Thank you. Should I comment? Yeah. Yeah? Please give your comment regarding the great master like Dalai Lama. Why should I comment on their work? If they have done something good for mankind and teach people the right way, that is praiseworthy. The result of their work speaks enough for them. Why should anyone else has to stand up and comment on it? Can you hear with the headphone? Có người hỏi rằng sư phụ nghĩ sao về cái đạo hạnh của Ngài Đà Lai Lạt Ma và Ngài Nhất Hạnh. Thì sư phụ nói rằng, sư phụ tại sao phải bình luận? À, nếu các ngài đó làm những việc gì hay, tốt, đẹp cho xã hội và dẫn dắt quần sanh đi trên con đường giác ngộ, thì những cái kết quả của những vị làm, cái việc làm của những vị đó đã nói lên cái công đức của quý vị đó rồi. Cần gì phải có một người đứng lên mà tán, mà nói này nói kia nữa, chưa? Okay. Phật Thích Ca nói, vạn vật đều vô thường. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng lại nói, vạn vật đều thường. Xin sư phụ nói rõ sự khác biệt giữa hai câu nói trên. Vạn vật vô thường là cái lúc mà Đức Thích Ca nói về cái vạn vật mà trước mắt mình đó, trước con mắt thịt của mình đó, cái vật chất trong đời này á, thì nó biến đổi, hôm nay như thế này, mai như thế khác. Nó kêu là vạn vật vô thường. Còn cái vạn vật mà Đức Lục Tổ Huệ Năng nói đó là vạn vật đồng nhất thể. Cái vật mà không phải vật đó,
cái tinh hoa của tất cả mọi vật đó thì nó đều là thường hằng. Ok. Thưa sư phụ, Phật có cần thiết phải làm thú vật mới có thể độ cho thú vật hay không? Cần nhưng mà không cần. Thú vật cũng là những chúng sanh có linh hồn, có Phật tánh giống y như mình vậy. Cho nên Phật đã nằm sẵn trong đó rồi. Không cần phải một ông Phật đặc biệt nào mà dùng cái thân thể, cái công đức của mình hóa thành một con vật để mà độ những con vật kia. Cái khi nào cái từng lớp của những con vật đó nó đã thăng hoa lên tới cái trình độ hiểu biết của con người đó, cái linh hồn của họ đã khai phóng hơn hồi xưa đó, thì lúc đó những vị Phật mới xuống mà độ cho họ, dùng thân người mà độ thôi. Chưa? Còn tuy rằng những con vật nó cũng có tu hành, nhưng mà nó không thể đạt được cái cấp vị Phật trong một đời này. Chỉ có đẳng cấp người mới được thôi. Cũng như mình đậu trung học rồi, mình mới được quyền ghi tên lên đại học. Còn tiểu học cũng là học trò, cũng là học trên con đường học vấn tiến lên, nhưng mà chưa có đủ điều kiện để vô bậc đại học. À, quý vị hiểu chưa? Thưa sư cô Thanh Hải, con hiện đang có bệnh nan y, bác sĩ muốn con phải giải phẫu nhưng không bảo đảm tính mạng, vì vậy con mất niềm tin, vậy sư cô khuyên con phải làm sao? Cái gì mất niềm tin? Hiện con đang bị bệnh nan y, bác sĩ muốn con phải giải phẫu nhưng không có bảo đảm tính mạng. Vì vậy con mất niềm tin. Cái tính mạng của mình là cái tính mạng vô thường mà đem đổi lấy cái niềm tin cao lớn thì tại con ngu. Chứ đâu vậy, cái chuyện nó nói cái gì? Tính mạng này mất đi còn tính mạng khác, còn cái niềm tin này sao mà mất được? Thấy chưa? Động tới cái tính mạng cái mất niềm tin. Vậy cái niềm tin nhỏ quá thì coi như không có rồi. Vốn nó đã không có rồi, làm sao mà nói rằng mất với còn được. Sẽ có tận thế vào năm 2000. Như thế nào gọi là hạ nguân, trung nguân, thượng nguân? Cái này phải kiếm từ điển tra rồi hỏi sư phụ nào. Tận thế ngày nào không có tận thế mà cứ hỏi hoài. Mình chết đi là tận thế, chứ còn thế giới nó còn đối với mình đâu, có tận thế gì nữa. Có cái chuyện như thế này. Có một con thỏ nó gặp một con chó sói. Con chó sói nó nhất định nó muốn ăn thịt con thỏ đó. Rồi con thỏ nó chạy ra, nó không được. Anh mà ăn thịt tôi là thế giới tàn mạc. Thế giới sẽ tận thế liền. Cái con sói nó, ủa, tại sao ta ăn thịt nhà ngươi rồi thế giới là phải tận thế? Nó nói thì tôi mất đi, tức là thế giới đối với tôi đâu nghĩa lý gì nữa. Nó là tận thế, đối với nó là tận thế. Cúng chay tang cho người quá cố có giảm được tội lỗi và có giúp ích gì cho người quá cố? Khi nào người đó mà còn phưởng phất trên trần gian này á, là ma đói đó, thì có thể là họ ăn ủi chút đỉnh thôi, chứ mà họ không ăn được đâu. Có cái thân xác này mà ăn được những cái đồ vật chất, có vật chất mà ăn được vật chất, còn cái linh hồn đâu có ăn được những cái đồ vật chất của người thế gian, hai thế giới nó cách biệt. Thì bây giờ quý vị cúng á, nhiều khi nào quý vị cúng bái tổ tiên đó, có nghĩa là không phải kính trọng cha mẹ ông bà mình đâu. Nói xin lỗi quý vị đừng giận sư phụ, bây giờ có đánh sư phụ cũng phải nói thiệt mà thôi. Là khi nào quý vị cúng vái ông bà tổ tiên mà nghĩ rằng ông bà tổ tiên mình hưởng đó, có nghĩa là khinh khi cha mẹ mình, nói rằng cha mẹ mình là ma đói, còn vất vưởng ở trong mấy cái phần mộ đó, ở trong nhà mình đang mà chờ đồ ăn. Mà quý vị một năm mới cúng một lần là mấy bà đói dài dài cả năm vậy đó, có hiểu không? Mở lớn chút, ta sân đi tiền. Cho nên sư phụ không có chủ trương cúng bái mà để cho người ta giải thoát. Mình phải có cái đầu óc cao thượng, nghĩ rằng cha mẹ mình là cao thượng, là Phật sống, thì người ta chết rồi người ta phải giải thoát. Cái tư tưởng cao thượng của mình có thể giúp cho cha mẹ mình giải thoát được. Cho nên khi nào mình học kêu bằng nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng là như vậy. Chứng đắc là như thế nào? Là khi mà cái tư tưởng mình nó đã liễu ngộ được cái sự cao thượng trong trời đất, đã biết rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, thì không có vụ cúng ma đói nữa. Hiểu chưa? Như vậy nhờ cái tư tưởng cao thượng của mình đó, nhờ vào cái truyền thống mà
cái huyết thống của mình đó, cha mẹ mình á được ảnh hưởng ở những thế giới khác, rồi họ cũng cao thượng hơn lên. Đó là sự cúng dường cao thượng nhất mà thôi. Cho nên mới nói nhất nhân chứng đắc cửu huyền đăng, chứ không phải nhất nhân cúng bái cửu huyền ăn, hiểu chưa? If you say all are like one, why do you just refer to Vietnamese and not other races? Other what, races? Yes. Why do I refer to the Vietnamese? I never did. Why? When did I refer to the Vietnamese alone? No, my disciples, this is Chinese. And these Americans. The Vietnamese, they follow me probably because I'm Vietnamese. I can't help it. Yeah? But now they are also American citizens. Who say they are Vietnamese? I have no discrimination between which nations. It is just that I was born in Vietnam. I couldn't deny my identity. And the Vietnamese could not refuse me as their countryman. Just like the Buddha, when he has become Buddha, he has not lost his nationality as Indian. Just too bad, yeah, that's all. And I help the Vietnamese refugees just because they are in front of my nose, yeah? I will only rescue any houses who are afire in front of my house. I could not go to Egypt, for instance. It's too far. So whoever come to me, I will help them. I will only help when people come. Just like a doctor, we only give you treatment when you come to him. He cannot always go to knock at your door and say, hey, you're sick, you come out. You also sick, come out. No. The Vietnamese refugees are in a desperate situation now because they are threatened to be sent back home to repatriate it, and they are very desperate, so therefore they went on hunger strike, they committed suicide continuously, and they sent an SOS letter. So whoever asks me for help, I must, that's a duty. Not because they are Vietnamese, but it's just because they call for help. You understand? And it is in my power to help, then I must, as man to man's duty, not because the Vietnamese. Therefore, even my family in Vietnam, I never sent money. I sent it maybe once a while when they need it for medical care or something like that. I only send exactly what they need. I don't send more so that they become famous and rich. No, no, no. My family is very, very, still very poor. Yeah, compared to other family, they are the poor family now. Understand? They just have enough to live. So do not think that I am reserved for a country. No, not even for my family, let alone a country. I'm not reserved. I'm above any race. Okay? Có hiểu không? Có cần thông dịch không? Có hả? Be patient, I must speak Vietnamese now. Có người hỏi rằng tại sao nếu mọi người đều bình đẳng, tại sao sư phụ có cái sự phân biệt chủng loại, tức là nói gì người Việt Nam không mà giúp cho người Việt Nam không mà không giúp những người khác. Sư phụ nó không phải như vậy. Nếu mà nói về những đệ tử Việt Nam thì sư phụ không có chỉ độ người Việt Nam đâu, mà đệ tử sư phụ có người Tàu, người Mỹ, người Tây Ban Nha, người... Yeah, I forgot to tell you, my disciples are all over the world. Argentina, Spanish, Costa Rica, Brazil, Belgium, French, Americans, English, whatever you name. I have all people as disciples, yeah? And the refugees are another issue. Thì sư phụ nói rằng đệ tử của sư phụ toàn thế giới đều người nào cũng có, người Nhật, người Anh, người Tàu, người Tây, người Tây Ban Nha, người Á Căn Định, người bla 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 bla, đủ thứ hết. Thành ra sư phụ không có thể nói rằng sư phụ phân biệt mà chỉ độ người Việt Nam. Nhưng mà tại người Việt Nam họ theo cả chùm rồi, bây giờ sư phụ đâu có đuổi họ đi được. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam đều là dân tộc Mỹ cả. Đó, đều là người Mỹ, công dân Mỹ, ai nói mình là người Việt Nam đâu nữa. Phải không? Đi ra là đưa cái passport là nó American. Đó. Thì bây giờ quý vị ở đây là công dân của nước này, làm việc đóng thuế cho nước này, ích lợi cho nước này, là quý vị công dân của
care or something like that. I only send exactly what they need. I don't send more so that they become famous and rich. No, no, no. My family is very, very, still very poor. Yeah, compared to other family, they are the poor family now. Understand? They just have enough to live. So do not think that I am reserved for a country. No, not even for my family, let alone a country. I'm not reserved. I'm above any race. Okay? Có hiểu không? Có cần thông dịch không? Có hả? Be patient, I must speak Vietnamese now. Có người hỏi rằng tại sao nếu mọi người đều bình đẳng, tại sao sư phụ có cái sự phân biệt chủng loại, tức là nói về người Việt Nam không mà giúp cho người Việt Nam không mà không giúp những người khác. Sư phụ nói không phải như vậy. Nếu mà nói về những đệ tử Việt Nam thì sư phụ không có chỉ độ người Việt Nam đâu, mà đệ tử sư phụ có người Tàu, người Mỹ, người Tây Ban Nha, người... Yeah, I forgot to tell you, my disciples are all over the world. Argentina, Spanish, Costa Rica, Brazil, Belgium, French, Americans, English, whatever you name. I have all people as disciples, yeah? And the refugees are another issue. Thì sư phụ nói rằng đệ tử của sư phụ toàn thế giới đều người nào cũng có, người Nhật, người Anh, người Tàu, người Tây, người Tây Ban Nha, người Á Căn Định, người bla 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 bla, đủ thứ hết. Thành ra sư phụ không có thể nói rằng sư phụ phân biệt mà chỉ độ người Việt Nam. Nhưng mà tại người Việt Nam họ theo cả chùm rồi, bây giờ sư phụ đâu có đuổi họ đi được. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam đều là dân tộc Mỹ cả. Đó, đều là người Mỹ, công dân Mỹ, ai nói mình là người Việt Nam đâu nữa. Phải không? Đi ra là đưa cái passport là nó American. Đó. Thì bây giờ quý vị ở đây là công dân của nước này, làm việc đóng thuế cho nước này, ích lợi cho nước này, là quý vị công dân của nước này. Cái nước nào mà mình ở, cái lúc đó mình làm việc cho nước đó, mình dùng ủng hộ nước đó là nước của mình. Chứ đâu phải phân biệt, cái mình đẻ ra mới là nước của mình, hiểu chưa? À, thì bây giờ, sư phụ còn cái vấn đề tị nạn Việt Nam là bởi vì họ trước cái mặt sư phụ. À, người Việt Nam ở trước mặt sư phụ, còn những người kia họ không có kêu cứu tới sư phụ. Họ làm cho sư phụ biết đến. Thì những người nào mà sư phụ biết đến thì sư phụ phải cứu họ thôi. Tại những người Việt Nam bây giờ trong trường hợp quá khẩn cấp, sắp bị đuổi về, cho nên người ta cái bằng gì tuyệt thực. Rồi tuyệt thực không được, người ta tự sát. Cứ tiếp tục như vậy. Rồi người ta gửi lời cầu cứu. Thì sư phụ phải giúp đỡ thôi, chứ không phải là phân biệt người Việt Nam. Còn những người dân tộc kia, nếu mà họ viết thư cầu cứu sư phụ cũng sẽ giúp, nếu mà có thể được. Nếu mà có bản cái khả năng sư phụ có thể giúp được, chứ đâu mà ai giúp đỡ người Việt Nam không đâu, mà tại vì họ kêu. À, thứ nhất, thứ hai, những người Việt Nam là tại vì họ nói là cùng máu huyết với sư phụ, thành ra họ mới kêu sư phụ. Cũng như quý vị người Việt Nam chạy theo sư phụ bởi vì nghĩ rằng sư phụ là người Việt Nam, cái này sư phụ không thể từ chối, không thể phủ nhận là mình là người Việt Nam được. Cũng như Đức Phật sinh ra thành Phật, nhưng mà đâu phải ngài mất cái quyền công dân Ấn Độ đâu, phải chưa? À. Kính thưa cô, chúng tôi có một thắc mắc. Chúng ta luôn ở đằng sau nghe có rõ không? Ta sang y tiền, họ sang hánh sầu. Rồi nói đi. Chúng ta luôn luôn cầu xin trời Phật độ mạng để được cứu rỗi. Ngày nay trong bản tin từ trung tâm tịnh tọa số 10 là bất cứ ai cầu nguyện chân thành Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ được cứu rỗi và giải thoát. Như vậy có phải lúc trước chúng ta cầu xin trời Phật độ là sai trái hay không? Kính xin cô giải thích để được thông suốt. Chân thành cảm ơn cô. Thì bây giờ như thế này nè, trời Phật ở trên kia không có hiểu rõ chúng sanh, cho nên phải phái một người xuống bằng thăm dò tình thế này. Thì bây giờ cái người phái xuống đó thì mình phải kêu với họ mới được. À, cũng như representative, người đại diện. Thì bây giờ quý vị cứ kêu ông tổng thống hoài đâu được, người ta đã phái dân biểu đi thì có chuyện gì quý vị nói với ông dân biểu đó, rồi lát ông dân biểu ông gì ông nói lại tổng thống mới được. Cứ có nhiêu đó thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc. Còn cũng như cho nên quý vị hồi đó giờ cầu trời cầu Phật hoài, cầu không có linh á, thành nói không có trời không có Phật, mất niềm tin. Rồi bây giờ sư phụ cầu sư phụ, quý vị cầu sư phụ cầu đâu linh đó, thì quý vị tin chỉ có nhiêu đó là biết là đại biểu cho trời Phật, chứ đâu phải sư phụ muốn nói láo. Tại vì người ta cầu người ta được, người ta mới viết cái câu đó, là cho những người khác cùng cầu cùng được. Tại người ta mừng quá, người ta chia sẻ với quý vị những cái điều tốt mà thôi. Quý vị tin á thì ok quý vị cầu, không tin thôi chứ tự do tín ngưỡng mà, ok. À. Thưa sư phụ, sau khi truyền tâm ấn, con có thể học phương pháp nhận điện để tự chữa bệnh được không? Không. Câu hỏi thứ hai, con đã từng
thiền theo phương pháp yoga dùng mantra và theo dõi hơi thở của Thích Nhất Hạnh. Bây giờ con xin truyền tâm ấn và theo phương pháp quán âm thì có trở ngại gì xung đột hay không? Không có trở ngại gì. Nếu mà cô hiểu rằng cái pháp này thì phải là con đường cuối cùng để mà đi tới, còn những pháp kia là con đường dẫn tới. Nhưng mà nếu cô tu pháp này mà còn, nếu cô bạn tu pháp này mà còn dính líu ở chân bên này chân bên kia thì nó không có kết quả vậy thôi. Ok. Kính thưa, bây giờ nói thêm về cái vụ trị bệnh á, sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng mà sợ rằng quý vị còn có người đã chưa nghe hiểu lầm, cho nên sư phụ giảng thêm. Tại sao mình không nên dùng cái điện mà trị bệnh? Là bởi vì thời buổi khoa học biết bao nhiêu thuốc men để trị cho người ta rồi, hiểu chưa? Mình khỏi cần dùng cái điều đó. Thứ hai, nhiều khi người ta bệnh á để cho nó sạch bớt cái nghiệp chướng của người ta sáng mắt ra, người ta tu hành. Mà nếu mà bác sĩ chữa đó thì họ chỉ nghĩ rằng cái ông bác sĩ này ông dùng cái thuốc này ông cứu tôi, thành nó nhờ cái thuốc đó mà tôi hết bệnh, nhờ cái ông bác sĩ ông có học những cái cách chữa bệnh, thì họ không có thần thánh hóa cái ông bác sĩ đó mà họ quên cái bản tánh Phật của họ đi. Cho nên những người tu hành vẫn được quyền đi bác sĩ. Còn khi nào mình dùng cái kêu bằng cái sức lực của mình mà mình chữa đó, thì người ta sẽ thờ phụng cái ông thầy chữa bệnh đó, mà ta quên rằng người ta cũng là Phật. Cho nên nó uổng đi, nó uổng cái cơ hội của họ để mà họ nhớ lại cái Phật tánh của họ, nhớ lại cái Phật tánh rồi trừ bách bệnh. Cho nên Đức Phật mới được xưng tán là Y Vương, bởi vì Ngài đã tìm ra cái Phật tánh của mình, cho nên Ngài chữa được tất cả bệnh của chúng sanh. Cho nên nhiều khi quý vị học phép quán âm rồi, bệnh tự nhiên hết mất. Tất cả những bệnh nan y mà xưa giờ quý vị tưởng đâu chữa không được, đợm nằm chờ chết tự nhiên nó hết. Cái đó là cái duyên của quý vị đã đến, cho nên cái phép quán âm có thể trừ được. Mình tu hành mình tức là mình hồi đầu về cái Phật tánh tối thượng của mình, mà cái sự tối thượng nó có thể cái bằng cái gì lập, nó có thể repair là cái tiếng gì hả, sửa chữa tất cả những cái nơi mà nhỏ nhặt mà hư hỏng ở trong thân thể và tâm linh của mình. Nhiều khi bệnh là do vật chất sinh ra, nhiều khi bệnh là do tinh thần sinh ra. Cho nên chỉ có cái sự cao thượng nhất nó mới chữa được cả vật chất lẫn tinh thần. Còn nếu mình dùng những cái quyền lực nhỏ nhỏ của mình mà mình chữa bệnh, bệnh không hết hẳn đâu. Sư phụ nói thiệt cho quý vị biết, có một người đã bị dùng nhân điện chữa bệnh lại khóc lóc với sư phụ, nói tự tử hai lần rồi. Tại sao? Cái ông thầy nào đó không biết ông thầy nào mà làm cho họ tối ngày đau nhức mà họ chịu không nổi, phải tự giận hai lần như vậy. Mà cái hôm sư phụ ở trên Los Angeles á, cô lại khóc lóc với sư phụ mà quỳ lại vậy đó, mà sư phụ nói đừng có lại, phải nhớ mình là Phật rồi tự nhiên cái gì nó cũng hết. Có bấy nhiêu đó thôi à, hiểu chưa? Còn mình cứ bám víu theo một cái góc cạnh thần thông nào đó thì sẽ có ngày cái thần thông nó sẽ hết, hoặc là nó làm phản tác dụng cho mình. Còn mình nhớ lại cái Phật tánh minh mông bao la của mình á, thì dùng không hết. Cho nên quý vị tu hành rồi tự nhiên bệnh nó hết, chứ đừng nói ai chữa bệnh cho mình chi. Cũng đừng cảm ơn sư phụ, đó là Phật tánh của quý vị chăm sóc cho tự quý vị. Quý vị tự tu tự được cái lợi ích, quý vị nhớ lại mình là Phật, cho nên cái Phật tánh của mình giúp đỡ mình. Tại vì không ai lớn bằng Phật cả, tức là không ai lớn bằng minh sư đó, không ai lớn bằng cái Phật tánh, không ai lớn bằng cái thiên quốc của mình. Kính thưa vô thượng sư Thanh Hải, con đã ăn chay được gần 3 tháng, nhưng ngày cưới của con sắp đến, con có thể uống một chút rượu để ra mắt hai họ được không sư phụ? Không. Uống rượu chi vậy? Tao không uống thì không uống luôn đi. Có thiếu gì sứ rượu mà không có alcohol đó, uống cái đó được. Uống cider hoặc là uống bia không có alcohol, uống chút được. Mà cái đó mà tu lâu rồi uống chút nó cũng ngà ngà. Mặc dù có alcohol chút xíu nhưng mà nó cũng ngà ngà, nó rung rinh á. Uống chút thôi. Vậy phải uống rượu mới ra mắt hai họ. Cái luật đám cưới có cái chỗ nào viết rằng nàng dâu phải uống rượu đâu. Bị bả đám cưới chứ đâu phải đám rượu. Cưới chồng đâu phải cưới rượu, đâu phải uống rượu. Nhưng uống rượu rồi lát say sưa nói bậy nói bạ, mất hết phẩm cách của một người tân nương.
rồi làm cho chồng Phật ý, rồi đổ bể đồ đạc trong nhà, rồi cha mẹ chồng còn giận thêm nữa, lợi ích cái gì? Hiểu chưa? Mình làm nữ phải có công dung ngôn hạnh, uống rượu vô lát say quên hết. Rồi công cũng không có mà dung cũng không xong, mà hạnh cũng không được, chừng đó chồng bỏ đừng có trách nha. Dạ, trong câu hỏi này hồi nãy cái ngày cưới là ngày đầu tiên, là ngày quan trọng nhất. Mình phải sáng suốt, mình phải đẹp đẽ, mình phải dịu dàng. Mà uống rượu vô một lát rồi loạn chân loạn tay, đập đồ vỉ bạc, rồi ôm đại ông già chồng, không phải ông chồng làm sao? Mắt hoa lên rồi, đâu có biết đường nào đâu. Cái ngày này, cái ngày cưới là ngày quan trọng, the first impression, tức là cái ấn tượng ngày thứ nhất là ngày quan trọng. Mà mình uống rượu vô rồi mất hết cái duyên dáng của một người cô dâu, hiểu chưa? Đừng có uống, ngu. Dạ, cái vị này là chưa có truyền tâm ấn sư phụ. Dạ, vị này là trong cái hồi nãy con chưa có hết câu hỏi đó. À, chưa có truyền tâm ấn hả? Dạ. Thì thôi, chưa truyền tâm ấn là phải rồi, thì sư phụ biết rồi. Dạ. Tại vì nó nói rằng khi mà truyền tâm ấn xong rồi nó có thể nào được không? Chứ con truyền tâm ấn xong là biết rồi. Một giọt rượu cũng không uống chi mà đợi ngày cưới uống cái gì. Rượu tức là rượu, nhưng cái rượu mà không có chất các men thì được. Nó cũng kêu rượu chứ. Có người tu cao thấy sư phụ đi tới đâu đều có lòng Long thần phù hộ pháp bảo vệ đến đó. Nhưng tại sao Long thần hộ pháp họ không trừng phạt những người mang tiếng tu hành mà phỉ báng sư phụ? Có chứ, có nhiều lắm, tại quý vị không biết chứ. Sư phụ cản cũng không được nữa. Tại cái đó kêu bằng luật nhân quả. Có chứ, quý vị muốn thì kêu học trò tôi nó kể cho nghe. Sư phụ không muốn nói những chuyện đó hả? Nhưng mà nhiều khi cứ ngoài miệng họ phỉ báng mà trong lòng họ cũng có thật tình là ác, thì không có Long thần hộ pháp cũng tha thứ, sư phụ xin xỏ giùm được. Còn khi mà cái lòng thật sự mà ác muốn hại người đó, chưa có cái lòng danh lợi quá đáng đó. Còn nhiều khi người ta phỉ báng sư phụ nhưng mà vì đạo, chưa người ta nghĩ rằng cái đạo của họ trong sạch, cái đạo họ tốt, họ phải dùng hết sức lực để mà bảo vệ cái đạo của họ. Cái đó là tuy rằng cái sự làm họ ác nhưng mà cái lòng họ trong sạch, quý vị phải hiểu hai cái hành động nó khác nhau. Còn có những người mà dùng cái danh vị của đạo để mà chà đạp người, nhân phẩm của người khác để mà hại những người khác, những người đó Long thần hộ pháp mới trừng phạt, có hiểu chưa? Theo thuyết nhà Phật nói, thân xác là giả tạm, những gì ngoài ta là không phải của ta, dù kẻ đó là vợ ta hay chồng ta. Vậy xin sư phụ chỉ dẫn cho biết trong ta có gì liên quan dựa từ cái giả và chân để giúp ích trong việc tu học. Thì quý vị đã biết rồi, nhiều khi hôm nay là vợ mình, mai nó kiện mình nó lấy tiền. Bữa nay yêu nhau thắm thiết, mai ra tòa chửi nhau hết lời. Thì cái đó là vô thường, nó quá dễ mà, phải không? Rồi nhiều khi không như vậy đi nữa, có đầm thắm với nhau đi nữa, nhưng mà lát chết rồi cũng anh đường anh tôi, đường tôi tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì chỉ còn một cái trường tồn duy nhất là cái ngã lớn của mình đó, là cái Phật tánh trường tồn của mình, cái trí huệ vô cùng sáng suốt của mình, hoặc là cái thiên quốc của mình. Cái đó là trường tồn, đi đâu nó cũng đi theo như bóng với hình. Mình phải tìm được cái đó, mình mới có một người bạn đời đời. Thế giới lý tưởng là thế giới tu hành, nên sống độc thân để tu hành mới đúng. Thưa có phải không? Vợ chồng là nợ nần, con cái là nghiệp chướng. Thưa có phải không? Nói vậy, nếu không có vợ chồng, Phật ở đâu sinh ra? Hả? Nếu không có con cái, ai bảo vệ đất nước, ai xây dựng tương lai, cũng phải có. Đó là hai con đường chọn lựa mà thôi. Tu hành có hai con đường, một là xuất gia, hiến thân phụng sự đạo pháp và đại chúng. Hai là tại gia, mình ngấm ngầm phù hộ, gia trì, giúp đỡ những người mà hiến thân vì đạo pháp đó. Thì hai bên đều giống nhau, nhưng mà mỗi người làm một việc khác nhau. Ví dụ ông tổng thống là một quyền uy cao nhất ở trong cái quốc gia này, nhưng mà ông bộ trưởng cũng rất là cần thiết. Thấy chưa? Một người mà đi bảo vệ quốc gia như là mấy anh lính đi đánh trận ngoài đó cũng là quan trọng, nhưng mà ông cảnh sát ông ở nhà, ông giữ gìn an ninh trật tự, ông
kiểm soát những cái việc làm cái vận bất hợp pháp của những người trong xã hội để mà bảo đảm đời sống an ninh của những người hậu phương. Hai người đó công lao như nhau, có khác gì đâu. Hai người đều là cần thiết cả. Cho nên xuất gia có bổn phận của người xuất gia mà phải làm cho tròn mới đúng kêu là người xuất gia. Nếu không kêu là người ăn bám xã hội. Còn một người nữa là tại gia, họ lo bổn phận của người tại gia. Hai người đều làm việc ích lợi cả. Chứ đừng nên lấy cái thân phận của người xuất gia mà khinh khi những người Bồ Tát tại gia. Cái đó sai, cái đó sai. Nhá. Ông Di Ca Mật là một người Bồ Tát tại gia mà thôi. Nhưng mà cái quyền lực của ông á, cái trí huệ của ông ngang ngang như Phật. Cho nên mấy vị tại gia, xuất gia mà đệ tử của Phật sợ ông như là sợ cọp. Khi người thân đã mất, gia đình thành tâm ăn chay, cúng chay. Cúng chay tăng như vậy, người thân đó có được siêu thoát không? Không phải cúng mà được siêu thoát. Sư phụ đã nói rồi, phải tu hành, lấy cái công đức của mình, lấy cái trí huệ cao thượng của mình mà ảnh hưởng.